bóng hình, những đêm đơn lạnh tóc mây hiu quạnh, mắt môi ru sầu nhớ khi đêm nào có nhau. Đã trao nhau trọn tiếng yêu ngọt bùi, cớ sao cuộc tình chẳng cho nhau trọn đắm say chia lìa cũng như giấc mộng. Tình ngàn kiếp vẫn không phai nhòa, lửa yêu hồng đôi má em, nhớ nhung đêm dài có nhau, người yêu ơi. Lời ngọt em đến nay đâu rồi, hỡi anh chờ nhau mãi thôi, đêm dài mắt lệ thâm mi. Dân Khanh ơi, có cà phê cho ba chưa con? Dạ, ba chờ con một chút. Ông giảm bớt cà phê đi, bệnh huyết áp bác sĩ không cho uống những thứ kích thích. Sống chết 2/3 cuộc đời rồi, chết đi cũng có gì hối tiếc mà phải kiên cử. Nói như ông vậy, chết thì có gì mà sợ, chỉ sợ bệnh hoạn nó hành hạ tấm thân mà thôi. Và nhất là hành hạ vợ con, người thân chứ gì. Ông sao mà lúc nào cũng câu móc, ngày xưa ông đâu có như vậy. Nếu không, nếu không bà đâu có bằng lòng lấy tôi mà theo cái thằng cha phàng chứ gì. Cũng có thể lắm á. Đó, trả về rồi đó, cuốn gói theo nó đi chứ tiếc rẻ gì. Tôi không có tiếc rẻ, nhưng ông cũng đừng mở miệng ra là cái giọng ghen ghét thù hằn đó. Tôi mà ghen ghét thù hằn hồi xưa tôi đã không ghen thì ngày nay. Ngày xưa ông không ghen là vì giữa hai người đàn ông đeo đuổi theo tôi thì tôi đã dành cho ông trọn cảm tình. Còn ngày nay ông mang mặc cảm khi thấy ông phàn trở lại quê hương, nên từ đó mà có lời lẽ ghen tương. Ngày xưa tôi và ông ấy là bạn thân, còn bà là một ca sĩ nổi danh. Chúng tôi thay nhau chinh phục tình cảm của bà, tôi trọng cái quyền để bà lựa chọn với ai. Không biết hồi đó tôi chọn ông có phải là một sự lầm lẫn hay không, không biết nữa. Câu trả lời sẽ là những cư xử ngày nay của bà. Cư xử của tôi? Tôi tự thấy chẳng có gì thay đổi. Mà có phía ông đó, vợ chồng lớn tuổi rồi phải làm gương cho con trẻ, không sợ nó cười cho. Đây, cà phê của ba đây. Dạ thưa ba má, con đi học. Con có cười ba không Dân Khanh? Con không dám. Nhưng mà về chuyện gì vậy ba? Chuyện má con bảo ba ghen đó. Có thương má thì ba mới ghen chứ, phải không má? Hồi trẻ không ghen, già lớn hết rồi mà ghen tương cái gì. Nhưng mà theo con, má phải có gì đó nên ba mới ghen chứ. Đó, bà nghe con gái tôi nó nói đó không? Gì đó là sao? Tôi đã làm gì mà ông ghen? Thôi, ba má cho con xin đi. Lớn tuổi rồi mà ba má còn hạnh phúc như vậy là con hãnh diện lắm. Xin ba má nhường nhịn, đừng có gây gổ với nhau mà thiên hạ người ta cười. 20 mấy năm nay má luôn nhường nhịn ổng. Bà nói có lộn không? Bà nhường tôi à? Thôi mà, ba má, con xin ba má hãy thương con mà nhường nhịn lần nhịn.
nhau. Từ lâu hạnh phúc luôn ngự trị trong nhà ta, tại sao lúc sau này lại xảy ra những bất đồng giữa cha và mẹ? Từ khi ba con gặp lại ông Phan, người bạn trước kia nay vừa mới quay về. Hồi trước hai người là bạn thân, cùng đề nghị với má chuyện hôn nhân, rồi má chọn ba con trao gửi phần má hồng, sau đó là con mở mắt chào đời. Nhiều lúc vì con mà má phải chịu đựng, sợ rằng con phải chịu mồ côi. Bởi vậy người ta nói con cái là sợi dây ràng buộc để cho gia đình bền vững, đúng không ba? Thì vì vậy nên mới có con đó. Biết ngày nay mày theo phe ba mày, hồi đó ta không có đẻ. Kìa má, má giận con sao? Ba má đều như nhau mà, cả hai đều có một vị trí quan trọng trong lòng con. Hồi đó sau đám cưới cũng lâu mà má không có thai nghén gì hết á. Má định bỏ ba con để trở lại ánh đèn sân khấu. Cũng may mà... Cũng may là con ra đời kịp lúc. Nếu không, ba mất vợ rồi phải không ba? Nhờ con đó mà má con đã không quay lại với phòng trà ca nhạc. Má con còn tiếc mấy cây si ở nhà hàng hồi đó lắm. Tiếc? Tiếc mà tôi lấy ông. Con bắt Phàn là sao má? Ông ấy với ba con là một cặp đó. Từ lúc má lấy ba con, ông ta buồn, rồi ít tới lui. Rồi sau đó, nghe nói ông ta đi di tản ra nước ngoài. Hồi đó không được làm chồng má, ngày nay bác ấy làm xuôi, vì anh Đông là cháu bác ấy mà. Cô này, ai gả cô mà chưa chi cô đòi làm xuôi vậy? Má, tụi con thương nhau mà má. Học hành chưa ra đâu mà bày đặt yêu đương. Thì bao giờ chúng con ra trường, tốt nghiệp xong mới tính. Má đừng lo. Có một mình cô hà, không lo cho cô thì lo cho ai? Lớn rồi, khôn khéo mà giữ thân đó nghe con. Dạ, con biết rồi mà má. Ai vậy? Anh Đông, anh Đông đến. Nghe tiếng kèn là biết của anh Đông ha. Con đi học. Thưa má, thưa ba con đi. Còn ông, sáng tới giờ uống thuốc chưa? Bỏ bớt thuốc lá đi. Hút mấy chục năm rồi, giờ già rồi, bỏ thì buồn quá. Khói cỏ tương tư mà. Tôi không có biểu ông bỏ, nhưng hạn chế bớt đi, vì ông đang bệnh mà. Chết được lúc này cũng hay. Nói chuyện với ông không có được ba câu á. Phải mà, nói chuyện với tôi thì không được tới ba câu, còn với người ta thì bà thao thao bất tuyệt. Đã nữa hả? Suốt buổi cơm chiều kéo sang buổi tối, tôi thấy bà cười nói vui tươi mà tôi nghe cay đắng trong lòng. 20 mấy năm qua sống trong tình nghĩa vợ chồng, tôi ít thấy bà dành cho tôi những giây phút như thế. Nay với ông Phàn, bà mới sống lại tuổi đôi mươi. Những câu chuyện thuộc về quá khứ xa xôi, nay được bà nhắc lại như còn nối tiếc. Nhìn bà lúc đó mà tôi nghe cay đắng, không biết nói sao để phải hài lòng. Ông nói gì lạ vậy? Chỉ là chuyện bạn bè ngày xưa, nay gặp lại, không nói chuyện xưa, biết gì chuyện ngày nay mà nói. Đó còn là chuyện xã giao phép tắc thôi. Xã giao? Tôi có cảm giác là bà đi quá xa trong tình bạn.
nói vậy thì quá ra 20 mấy năm tôi làm bạn với ông trong tình nghĩa vợ chồng. Tôi chưa hề có một lời nói lẳng lơ hay một cử chỉ lăng loàn. Tuy tôi xuất thân từ cái nghề ca sĩ, một lĩnh vực mà nhiều người thường có định kiến xấu xa, từ dáng đèn về làm vợ một thầu khoan, tôi đã giữ tròn bổn phận người vợ hiền đúng đạo tam căn. Tôi đã cho ông cả khoảng trời xuân sách, đến nay tuổi cao bóng xế mà ông lại còn đế già ghen hờn. Tôi không ghen mà chỉ thấy khó chịu khi nhìn thấy bà với ông ta cứ quấn quýt trò chuyện với nhau. Vậy thì tại sao ông nhận lời đi dự buổi tiệc đó? Nếu ông đưa vợ ông tới mà tôi ngồi một đống không trò chuyện với ai thì ông bằng lòng phải không? Không phải là tôi cấm bà giao tiếp, cấm bà trò chuyện với những người bạn chung quanh, nhưng không hiểu sao mỗi khi thấy bà cười vui với ông ấy, tôi nghe như có mũi dao nào đâm trong trái tim tôi. Tôi cũng đã nhiều lần tự vấn lại lương tâm, thực sự bà chưa có làm gì đến nỗi tôi ghen, nhưng vẫn vô cùng khó chịu mỗi khi nhìn thấy ông ta cứ quanh quẩn ở bên bà. Có lẽ vì là chỗ bạn bè ngày xưa nên gặp lại nhau sau một thời gian dài nên ông ta quyến luyến thôi à. Trong khi đó tâm trạng tôi chợt buồn vui bất nhất, cũng như không biết gì lẽ gì để bài giải cho xuôi. Đó, ngay cả ông cũng còn cho rằng ông vui buồn bất nhất mà. Phải, từ ngày ông ta xuất hiện trở lại, tôi cảm thấy mình bỗng hay vui buồn thất thường. Vậy mà tôi tưởng ông phải vui mừng lắm, vì ngày xưa hai người kháng khích với nhau lắm mà. Ngày xưa và ngày nay khác nhau xa lắm rồi. Nhất là... Là sao? Sao ông không nói tiếp? Nói đi. Bộ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Có chuyện gì đâu mà bà có vẻ muốn biết lắm sao? Việc của các ông tôi biết làm gì. Thôi ông ở nhà, tôi đi có việc một chút. Trưa có về ăn cơm không? Không ăn vậy nhịn đói à? Hỏi nghe thấy ghét. Đi à. Có anh ở nhà không vậy anh hai? Dạ con xin chào cậu. Hai mẹ con đi đâu về ghé hay là đến thăm tôi? Chị hai đâu rồi anh? Bà ấy mới đi cũng không biết đi đâu. Mẹ con tôi đến mời anh ngày mốt đây làm đám giỗ cho cha thằng Trác. Tôi nhớ chứ đâu có quên. Không biết bà ấy có đi được không, chứ còn tôi lúc này chẳng muốn đi đâu. Anh với chị hai sao nữa đây? Vợ chồng lớn tuổi rồi, ghen tương làm gì nữa? Không ngại hàng xóm họ cười cho sao? Cậu đến lên lớp tôi đó. Dạ con xin lỗi cậu, mẹ con cũng muốn tốt cho cậu thôi. Ủa, chị Vân Khanh có nhà không cậu? Nó đi học rồi. Thằng Đông mới đến rước. Trác à. Dạ. Con thấy thằng Đông thế nào? Thế nào là... Là sao cậu? Cậu hỏi rõ điểm nào con dễ trả lời hơn. Cậu muốn hỏi tất cả, tánh tình nè, phẩm chất nè, cũng như quan niệm của một người đàn ông giữa cuộc sống hiện nay. Tuy Đông và con là bạn học chung trường, nhưng quan niệm về cuộc ngày sống riêng mỗi người nghĩ khác nhau. Đông con nhà giàu, học hành thành đạt, nên có cái nhìn của vẻ bề trên với những kẻ không may. Cậu hỏi vậy vì thấy Vân Khanh có vẻ quyến luyến thằng Đông. Con gái nó lớn rồi, anh chị phải quan tâm, đừng để có điều đáng tiếc xảy ra,
tôi phải lựa chọn, vì nó là con một con gái mà dở dang thì khó mong làm lại như cô đây chẳng hạn. Anh sao vậy? Ba của thằng Trác bệnh mất chứ có phải? Thì cũng là dở dang vậy. Nếu dễ làm lại thì cô không sống trong quạnh quẻ với tới bây giờ. Ôi, em có thằng Trác đầy đủ rồi. Cuộc đời em á kể bỏ, sống với con á em thấy cũng đủ hạnh phúc rồi. Cô đừng có nói câu đó với tôi. Tôi là anh cô, cuộc đời này tôi biết nó trước cô mà. Em không có dám nói là em hiểu biết hơn anh, nhưng không phải là ai biết cuộc đời trước là khôn hơn người sau đâu anh hai. Tôi biết ý của cô rồi. Ngày nay tuy là anh em, nhưng mỗi người đều có một gia đình riêng. Cô có quyền muốn làm gì thì làm, nhưng sau đó hãy ráng mà đón nhận hậu quả của việc mình làm. Ý, cậu ơi, có khách tìm kìa cậu. Chào anh. Chào. Chào em. Chào anh. Thôi xin phép anh hai, mẹ con em về. Anh Phàng ở chơi nha. Cậu này là con trai của em đó hả Phụng? Vâng, nó là con trai của em đó. Xin phép. Đi con. Dạ, con chào cậu. Chào bác. Hai mươi mấy năm qua rồi xa quê hương, ngày trở lại mọi chuyện đều thay đổi. Chẳng những đổi khác mà còn an bài rồi ông bạn. Đúng vậy. Nếu ngày trước không vì chuyện, không vì chuyện đó, có lẽ tôi đã cưới bụng em gái của anh rồi. Tôi cấm ông nhắc tới chuyện đó. Ông nghe rõ chưa? À, xin tôi lỗi. Tôi cấm. Xin lỗi. Nhưng ở đây chỉ có tôi và anh mà thôi. Có ai hay không cũng vậy. Tôi cấm ông không bao giờ được mở miệng nhắc tới chuyện đó. Mà cả trong ý nghĩ, ông cũng không được quyền nhớ tới. Anh cấm tôi nói ra lời, tôi thì không phản đối. Nhưng còn trong lòng dạ của tôi, làm sao mà ngăn cấm được? Ngay cả bản thân tôi suốt hai mươi mấy năm dài, dầu ở tận phương trời xa, nhưng không làm sao tôi quên được. Tôi nhắc ông hãy nhớ lời thề, tuy rằng thời gian có lòng, nhưng tất cả chứng nhân vẫn còn đủ đầy hiện diện. Tôi tuyệt đối cấm ông không được nghe nữa lời. Anh định giấu kín chôn sâu, ngày sau mang luồng xuống mộ. Bây giờ dù phải nói ra cũng không thay đổi được gì. Tôi đã nói rồi, tôi tuyệt đối cấm ông. Nếu tôi không nghe lời của anh dám giết tôi không hả? Cũng không loại trừ điều đó đâu ông bạn. Nếu như ông còn muốn sống, còn muốn xem tôi là bạn, thì ông bạn nên giữ lời hứa. Nói vậy thôi chứ anh yên tâm đi, tôi không nuốt lời hứa đâu anh à. Hơn nữa sau hai mươi mấy năm tôi trở lại quê hương, bí mật đó không phải là mục đích của tôi đâu. Vậy cho mục đích của ông là chuyện gì? Chắc là anh vẫn còn nhớ lời hứa ngày trước chứ. Tôi nhớ, nhưng ngày nay mọi chuyện khác xưa quá nhiều, phải đâu còn son giá. Chính tôi cũng mang vết thương lòng, vì vậy mà hai mươi mấy năm qua tôi vẫn chưa lập gia đình. Ông bạn còn chờ đợi gì ở đây? Tôi đã giữ lời hứa với anh, không lý do gì mà anh lại nuốt lời với tôi, phải không anh? Tôi không quên, nhưng có điều ngày nay đã khác rồi. Tôi đã trở về đây không phải yêu cầu anh thực hiện lời hứa trước đây, mà chỉ yêu cầu anh đừng nên can dự. Tốt nhất là nên giữ thái độ trung lập. Mặc kệ việc tôi làm, anh đừng có dự vô. Ngày nay mọi chuyện đã dở dang, chồng cô ấy qua đời nhưng vẫn còn con. Tôi e cô ấy không bằng lòng tái giá nữa đâu. Tôi chỉ yêu cầu anh làm khẽ trung gian. Mặc việc của tôi làm thất bại hoặc thành công, hai mươi mấy năm qua tôi không bao giờ lấy vợ, đủ biết rằng chuyện cũ chưa phai.
rằng bây giờ mọi việc đổi thay, tôi không chịu thần, ông cứ thực hành đi. Anh Nam, anh Nam ơi, 25 năm trước nếu không vì lỗi lầm vô tâm thì duyên tình tôi đâu có dang dở. Để rồi hôm nay gặp lại người xưa trong ngỡ ngàng xấu hổ, muôn bài giải tâm tư mà không mở miệng nói nên lời. 20 mấy năm qua tuy tôi phải lận đận nơi góc biên chân trời, nhưng hình bóng của người yêu cũ vẫn theo bên mình tận cuối nẻo trời xa. Tôi về đây để xin người cũ ban cho một lời tha thứ. Dù chuyện tình xưa nó đi vào quên lãng, tôi giờ đây như chim bay lâu xa nguồn cội, giờ trở lại rừng xưa để mong tìm lại chút dư còn sót lại trên cành. Hai mươi lăm năm tuy không dài lắm, nhưng cũng đủ để quên một chuyện tình ngang trái, và cũng đủ dài để vùi lấp những quan trái ngày xưa. Cuộc sống bây giờ đều dựa vào quá khứ, ngày nay có ra sao đều do người xưa soi rọi. Câu chuyện cũ đã chìm vào quên lãng, 25 năm dài nó nằm dưới lớp thời gian. Nay ông trở về như ngọn cuồng phong thổi bừng lớp than hồng mà từ lâu chôn kích. Tôi ngày nay như kẻ đi cuối con đường với thành quả bấy lâu nay tạo dựng, bỗng lo sợ một luồng gió lạ thổi tan hoang những kỳ công mà tôi đã xây đắp bao ngày. Tôi trở lại để tìm hình ảnh cũ, bởi thời gian tuy dài nhưng vẫn còn lưu giữ mãi trong tim. Còn chuyện tôi đã hứa với anh giữ lời im lặng, vậy anh hãy an lòng đừng lo sợ diễn vong. Ông hứa với tôi là không nhắc gì về chuyện đó chứ? Anh yên tâm đi, chẳng những không nhắc tới mà cũng không nhớ nữa. Bí mật đó thuộc về anh. Hy vọng là đừng có trường hợp nào buộc tôi phải nói ra. Cho đến ngày nhắm mắt, 20 mấy năm rồi mà tôi không biết chuyện mình làm ngày xưa là sai hay đúng. Sai hay đúng thì cũng đã xảy ra rồi, nhưng anh bận tâm để làm cái gì? Ít ra nó cũng giữ cho gia đình anh êm ấm. Không có bí mật nào tồn tại với thời gian. Tôi chỉ sợ cái ngày đó lỡ dở ra thì tôi chưa nhắm mắt. Thôi tôi về. Hy vọng sau cuộc nói chuyện giữa tôi và anh sẽ làm cho anh yên tâm hơn. Vì mục đích của tôi về đây anh đã biết. Tôi gọi cháu có chuyện gì đi chú? À, chú muốn hỏi về Vân Khanh thế nào vậy mà? Vân Khanh là một cô gái tốt, có phẩm chất và bản lãnh. À, năm nay cô ấy học năm thứ mấy rồi vậy cháu? Dạ thưa, là năm cuối cùng đó chú. À, con đối với Vân Khanh ra sao? Tình cảm đến mức độ nào? Dạ thưa chú, tuy con có nhiều bạn gái, nhưng mà với Vân Khanh cháu vô cùng quý mến. Gia đình đôi bên tỏ ra thông cảm, nếu không có gì trở ngại xảy ra thì chúng cháu sẽ cưới khi ra trường. Con đường tương lai của một thanh niên còn rất dài mở rộng thênh thang. Nếu năm sau cháu muốn du học, chú sẵn sàng bảo bọc cho cháu đi. Đó là nguyện vọng chung cho tất cả những người muốn cho mình thành đạt vẻ vang đó chú ạ. À, nhưng nếu còn muốn lập gia đình có phải là ảnh hưởng tới tương lai? Là đàn ông giữa gia đình và sự nghiệp, con coi trọng bên nào hơn?
Dĩ nhiên là con coi trọng sự nghiệp hơn. Theo con, có sự nghiệp mới có gia đình. Gia đình không thể tồn tại khi tay trắng. Con nghĩ như vậy mà có đúng không chú? Về điểm này thì không thể nói cái nào sai, cái nào đúng, mà là do quan niệm của mỗi người mà thôi cháu à. Chú có vẻ không thích Vân Khanh à? Không phải vậy đâu. Thật tâm là chú mến cô ta như một kẻ ruột rà máu thịt. Nhưng chú không muốn cô ấy làm bạn với con. Sẽ làm cho tương lai con gian dở. Trong khi cuộc đời đang giang tay rộng mở, chào đón gọi mời con đi tạo lập thân danh. Hai mươi mấy năm qua chú đem đi thân lưu lạc ở xứ người, không vợ không con, một mình trôi nổi. Ngày trở lại quê nhà chú mừng nên coi cháu con. Dạ thưa chú, cháu rất mến Vân Khanh. Cháu hy vọng không làm cho chú phật lòng. Còn chuyện chung cháu nên vợ nên chồng, việc đó còn do nơi số phần định mệnh. Bởi sức con người làm sao cưỡng được quá công. Những lời của chú mong cả hai đời một quá tình đám bạn bè. Nếu thương chú thì phải nghe theo mà đừng hỏi lý do nào. Dạ thưa chú, cháu không biết là Vân Khanh đã làm gì cho chú phật lòng, mà chú không muốn cho cháu cùng cô ấy thành chồng vợ. Không phải là chú ngăn cản cháu, mà chỉ là ý riêng của chú mà thôi. Cho chuyện duyên phận của con á, còn do nơi ba má của con định đoạt, chú đâu có dám lạm quyền. Dạ thưa chú Út, tuy chú không phải là người sanh cháu ra, nhưng cũng là ruột rà máu thịt. Đối với chú, cháu vẫn một lòng tôn kính, thì cháu đâu muốn vì chuyện duyên nợ của cháu làm cho chú chẳng vui lòng. Chú chẳng khác chi là đấng sinh thành. Nay nếu chú không muốn cho cháu với Vân Khanh thành đối bạn, thì cháu sẽ quên nàng, nhưng phải có thời gian. Bởi năm năm dài bao kỷ niệm thân thương, nay phút chốc làm sao quên làng. Hãy để những kỷ niệm kia trôi đi theo ngày tháng, cháu sẽ vùi chôn những ước mơ thầm kín bụi ban đầu. Nè, nếu cháu nghe theo lời chú mà đừng hỏi sao mà chú muốn nói như vậy. Chú vô cùng biết ơn cháu. À mà thôi, chuyện học hành của cháu thế nào rồi? Thưa chú, sang năm trường sẽ cử một sinh viên đi dự liên hoan ca nhạc quốc tế. Bộ môn piano của cháu được đi một người. Cháu không biết là có được chọn không.
cháu có cần chú giúp đỡ gì không? Cảm ơn chú, phải dựa vào khả năng của mình thôi. Từ bây giờ cho đến cuối năm cháu cố gắng luyện tập. Nhưng mà... Nhưng thế nào? Có khó khăn à? Không phải. Nhưng mà... Khả năng của thằng Trác hơn cháu nhiều. Cháu sợ mình đi không được. Thằng Trác? Bạn của cháu à? Dạ. Chú nghe tên này có vẻ quen quen lắm. Nó là bạn cùng lớp với cháu. Nó là em của Vân Khanh đó chú. Em của Vân Khanh? Dạ. Vậy cậu ấy là con... Con của cô Phụng à? Cháu không biết tên mẹ của Trác, chỉ nghe họ gọi là bà Lương mà thôi. Bà Lương. Bà Lương nhũ danh là Mỹ Phụng. Được mà, con ra coi có Khanh đến thì tiếp giùm cho cô đi. Chà, cô dâu tương lai của nhà này làm gì mà giờ này mới đến? Có bà chị đây rồi, cần gì đến tôi? Tôi chỉ làm hư hao thêm chứ có làm được gì đâu. À, hư hao thì mất chồng hả? Cho cô hay, bà cô của tôi hả kỹ tính lắm đó. Hôm nay nhân cơ hội này ra mắt mẹ chồng tương lai đi cô. Quỷ này làm cho người ta hồi hộp muốn chết à. Thôi vậy để tôi về. Khoan, làm gì mà yêu bông vía vậy? Nói vậy chứ có chị đây, mở nó yên tâm đi. Xê, chưa chi mà đòi làm chị người ta rồi à? Cái sao? Nè bà chị, ông xã tương lai của tôi đâu rồi? Cậu ấy đi khỏi chưa về? Chị em ta tha hồ nói chuyện, coi chừng tiếp khách giùm bà cô luôn. Nhưng mà biết chuyện gì đâu mà nói. Thì nói chuyện của cô và cậu em họ của tôi. Cái chuyện đó... Sao? Có gì đâu mà nói. À, Vân Khanh nè. Bạn có biết con Thủy học violon không? Có biết, nhưng không quen. Sao? Có chuyện gì? Cô ta được chọn đi dự liên hoan âm nhạc năm tới. Cô ấy đại diện cho bộ môn violon đó. Chuyện đó có ăn thua gì tới mình? Cô ta mời anh Trác sang bên ấy, về nhà một người bà con của cô nàng đang ở nước ngoài. Rồi cô sẽ đưa anh đi tham quan những thắng cảnh nổi danh. À, đó là dịp tốt để thêm hiểu biết, chứ có gì mà lo lắng. Xa mạc dễ cách lòng, với ngoại cảnh hữu tình khó ngăn. À, nhưng chắc gì cả hai trong chuyến đi này sẽ được chọn đi cùng. Cả hai đều có tên trong danh sách lựa chọn đi dự liên hoan. Từ lâu cô ta đã có ý muốn anh Trác cùng cô ta kết giao bằng hữu. Là bạn bè việc ấy tốt chứ có gì mà lo. Thôi đi, không dám tốt đâu. Làm sao có một tình bạn trong sáng giữa một nam một nữ mà không là tình yêu chứ? Bạn đa nghi quá đó Huệ Nhàn à. Theo bạn thì sẽ không có một tình bạn đơn thuần giữa một nam và một nữ chứ? Là chuyện mò kim đáy bể, xác suất một phần một triệu. Nếu bạn lo sợ như vậy thì bạn đi theo đoàn với tư cách du lịch tự túc. Mình cũng đã nghĩ đến việc ấy, vì ba mình ủng hộ con gái duy nhất của ông ta mà. Chào em. Em tới lâu chưa Huệ Nhàn? Tôi trả lời thế dùm cho cô ấy. Mới đến thôi. Mẹ tôi đâu rồi chị Vân Khanh? Cô ở trong nhà. Thôi để tôi vào tôi phụ với cô, chuẩn bị dọn lên cúng. Hai người cứ tự nhiên như ở nhà. Hôm nay ngày giỗ của bác trai, em có mua ít trái cây cúng bác. Nhờ anh nói lại với bác gái giùm. Em về nha. Kìa Huệ Nhàn, em sao vậy? Nếu đã đến đây sao không ở lại với gia đình? Tôi nghĩ
kẻ nên ở lại với gia đình là cô Thủy kia mới đúng chứ. Em lại nói bậy gì nữa rồi? Em nói bậy à? Vậy hôm qua anh đi với ai? Thì anh đi với Thủy, nhưng cũng có nhiều bạn khác nữa. Thật ra thì anh đi với ai là tùy thích, chứ tôi đâu có quyền gì mà ngăn cấm. Thôi đừng hờn giận anh nữa mà, chỉ là chuyện luyện tập để dự liên quan sắp tới mà thôi. Chuyện nghiêm túc mà em. Phải nghiêm túc bằng chuyện cô ta mời anh về nhà người bà con ở nước ngoài để giới thiệu anh hay không? Đó chỉ là lời mời xã giao, dự tính ở trong tương lai nếu được sang bên ấy kìa. Còn hiện tại có gì đâu. Người ta đã biết dự tính ở tương lai, nhưng mơ ước như một vườn xuân mơ ngó vào đón bướm ông nhờ vào ngọn băng phong. Nhàn ơi em không nên hẹp hòi như vậy, cô ta và anh chỉ quan hệ bạn bè, còn tình yêu anh dành hết cho em rồi. Anh không phải là người xôn đổi chiều thay, nhưng lòng dạ anh quá thẳng ngay, sợ rằng anh khó thoát được lưới tình khi mà người ta cố ý gọi mời. Tuy hai ta nghĩa tình chưa sâu nặng, nhưng cũng không dễ gì lãng quên. Anh trai, kể từ khi anh được chọn đi dự liên quan, từ lúc đó đã gieo vào lòng tôi một nỗi buồn vô cớ. Chính vì nghĩa tình của chúng ta chưa có gì sâu nặng, nên chỉ cần cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm cho xiêu đổ một công trình. Hoàn cảnh xảy ra đều bất lợi cho mình. Em lo sợ những ngày xa cách người thân, nỗi cô đơn nơi quê người xưa lạ dễ làm cho người ta gần lại. Để rồi khi trở về quê hương, anh sẽ không còn là của em nữa. Nỗi lo sợ kia cứ theo em vào giấc ngủ. Biết rồi đây với một tình yêu mộc mạc, em có khả năng giữ được mười tình. Em à, em chớ có lo sợ diễn dông. Nếu được chọn đi lần này, tất cả tâm tư của anh dành cho cuộc thi. Anh không dám tơ tưởng chuyện gì khác đâu. Nói thì nói vậy thôi, chứ cái gì nó không ở với mình thì có cố giữ cũng vô ích thôi, đúng không anh? Đồng ý. Xin lỗi đã làm gián đoạn câu chuyện của hai người, nhưng thôi, hãy để lúc khác đi. Bây giờ thì cậu Trác vào chuẩn bị cúng đi, cô chờ cậu đó. Cảm ơn chị. Huệ Nhàn, em ngồi chơi với chị Vân Khanh nha. Cậu ta là một người con hiếu thảo, và là một người đàn ông rất tế nhị đấy cô bạn. Thông minh, học giỏi, lại là một người rất có tình. Cô nên hãnh diện với món quà của Thượng Đế ban cho. Chà, cô có vẻ sành đời hơn tôi nữa ha. Nhường cho tầm bậy. Cậu ta là em của mình mà. Kìa, Vân Khanh. Vân Khanh sao vậy? Sao vậy Vân Khanh? Tự nhiên sao Khanh thấy chóng mặt, trước mắt tối đen và rất khó thở. Khanh à, Khanh thấy sao? Có cần đi bác sĩ không? Trước đây có xảy ra, nhưng một chút thì Khanh à, Dương Khanh ơi, anh Trác ơi, anh Trác ơi, Dương Khanh. Trời, Dương Khanh ơi. Kìa, chị Dương Khanh. Mẹ ơi, làm sao bây giờ mẹ? Dương Khanh, để cho mẹ xem. Nhịp tim của nó yếu lắm, con đưa nó đi bệnh viện liền đi. Để mẹ
bác, bác cứ ở nhà đi, để cháu và anh Trác đưa dân Thanh đi. Nhanh lên đi anh, nhanh lên. Tội nghiệp cho con bé quá. Xin chào em. Chào. Chào anh. Mời. Cảm ơn em. Anh nghe nói hôm nay là ngày giỗ của chồng em. Anh có một ít quà. Cảm ơn anh. Anh đến chơi là quý rồi, cần gì phải quà cáp để làm gì. Mỹ Phụng, có phải thật tình anh đến thăm được sự quý mến của em không? Cái đó cũng còn tùy thiện chí của người đến thăm với dụng ý nào chứ. Đã 25 năm rồi mà sự giận hờn còn ngự trị trong lòng em sao Mỹ Phụng? Giận hờn ư? Không đâu. Khi mà ngày nay tôi đã mang một cái tên khác, bà quả phụ Lương Thế Trân. Còn cái tên Mỹ Phụng, cái tên Mỹ Phụng đã bị mọi người quên bỏ từ khi tôi cất bước vô quê, về làm vợ của người, bỏ lại sau lưng tất cả ân tình ghép thương. Suốt 20 mấy năm qua, dù đem thân trôi nổi ở phương người, vẫn ưu dương trong lòng tình yêu của thở mới vào đời, cho đến giờ này chưa nhạt phai. Cuộc sống con người luôn biến đổi xoay dần, anh nhớ làm gì những kỷ niệm, hãy để nó tự chung vui. Sao quên được những hình ảnh của tôi và nhìn nó như vết thương lòng vẫn còn tồn tại với thời gian. Anh Phàm, số phận của mỗi con người có phải chăng do nơi định mệnh, nên dù cho có cưỡng cài đến cũng không làm sao thay đổi được bàn tay Thượng Đế đã an bài. Hai mươi mấy năm qua như một giấc mơ dài, mà người trong cuộc không làm sao lèo lái, chỉ biết giao cuộc đời mình cho định mệnh dần xoay. Tất cả chuyển quả phước rủi ro cũng là do bàn tay của quá công sắp đặt. Còn ước muốn của con người khó lòng mà thành đạt, bởi có câu mưu sự tại nhân còn thành dẫu biết rằng cuộc sống của chúng ta đều do định mệnh sắp bày, nhưng sống trên đời ta phải có ước vọng và mình phải cố gắng hết sức cho một mục đích của mình. Vậy anh đã từng cố gắng hết sức cho một mục đích nào của mình chưa? Ngày xưa tiếc rằng tôi đã lầm lỗi, để hơn 20 năm dài tôi đây đứt mãi không nuôi. Nếu như ngày nay cũng cho tôi một cơ hội để tôi làm chơi bớt phần nào lầm lỗi của ngày xưa, đó là niềm mơ ước, một mục đích cuối cùng mà tôi cần dương tới. Tôi trở về đây để cầu mong em ban cho tôi một lời tha thứ, và xin em hãy để cho bài hát ngày xưa mọi
còn gì nữa đâu mà đàn xưa nói lại. Phim đã lỡ tớ chung đàn đã dở, tôi đã an phận mình đừng nhắc lại chuyện ngày xưa. Vậy là Phụng vẫn chưa tha thứ cho tôi sao? Tha thứ cho anh không có nghĩa là cùng anh nối lại những gì đã tan vỡ. Phụng, tôi biết là tôi vẫn còn một chỗ trong tim anh, dầu rất là bé nhỏ. Nếu được Phụng chấp nhận, tôi sẽ làm cho hình ảnh kia to lớn với thời gian, như tôi đã từng. Thời gian xa cách nhưng trong tim tôi hình bóng của Phụng không bay. Hai mươi mấy năm tôi chờ đợi được cùng em hội ngộ phút giây này để bày giải cho hết. Của mình thôi. Xin anh đừng nói chuyện vợ chồng với một cõi lòng băng giá lạnh lùng. Anh đừng mong tìm đơm than hồng sót lại để khơi dậy một mùa xuân. Mỹ Phụng ơi, nếu như Thượng Đế tạo ra con người là đã ban cho một số mình, thì có lẽ số phận tôi trăm năm đã trói buộc với em rồi. Nên dù biển thăm cách ngăn mà lòng người già chẳng đổi dời. Ngày xưa vì lầm lỗi của tôi đã đẩy em lên xe qua về với người khác, tôi tan nát cõi lòng nên bỏ xứ ra đi. Những mong như cảnh lá trời xa sẽ làm cho quấy phá một tình yêu đã chết. Nhưng thời gian qua tình yêu kia không chết mà còn rạng rỡ trong tim tôi cho đến tận bây giờ. Có lẽ định mệnh đã trói chặt cuộc đời tôi, cho nên tôi không thể quên em dù thời gian có làm phai mây tóc. Nếu như em vẫn chặt lòng không tha thứ thì trọn kiếp này tôi sống mãi trong sự cô đơn. Anh Phàn, đó không phải là điều tôi trông đợi đâu. Anh đừng buộc tôi phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của anh. Trong khi ngày xưa anh là người giống bội mà. Chẳng lẽ vì một lỗi lầm của ngày xưa mà suốt đời tôi không tìm được hạnh phúc à? Lỗi lầm nào cũng có cái giá của nó anh Phàn à. Hơn 20 năm rồi, chưa đủ sao Phụng? Làm sao mà tôi có câu trả lời cho anh đây? Còn nếu như anh bảo số phận con người là do định mệnh thì cứ để nó tự an bài đi, ta không cần tạo điều kiện cho nó đâu. Chào anh. Mỹ Phụng, Mỹ Phụng. Nè, uống đi Dân Khanh. Đừng có buồn nữa mà. Từ từ rồi cũng có cách giải quyết thôi. Uống đi để dưỡng sức. Mình còn hy vọng gì mà giữ gìn sức khỏe nữa đâu nhàn ơi. Đã hết rồi. Hết rồi. Một cuộc đời ngắn ngủi. Trời ơi, đừng có bi quan như vậy Dân Khanh à. Bên Khanh còn có mình nữa nè. À, quên nữa, mình đã điện thoại cho anh Đông, anh ta bảo sẽ đến ngay đó.
Huệ Nhàn, Huệ Nhàn có thương mình thì đừng tiết lộ cho ai biết về căn bệnh của mình nghe Huệ Nhàn. Hứa với mình đi, hứa với mình đi Huệ Nhàn. Được rồi, mình hứa. Nhưng mà tại sao lại phải giấu chứ? Đâu phải lỗi của Khanh đâu. Mình không muốn những người thân của mình phải khổ sở vì lo cho mình. Có ích gì? Thà để một mình Khanh cam chịu. Nhưng Vân Khanh ơi, nhìn bạn như một đóa hoa đang đổ khoe màu, bỗng dưng heo vì một trận cuồng phong. Mình nghe vua xuống tan nát cõi lòng, cùng là thân phận hồng nhan, sao chịu lắm phụ vàng. Bao nhiêu dòng tốt tươi bây giờ chỉ còn một màu đen. Thượng đế ơi, sao ông nỡ đành để tan nát cành hoa xuân. Vân Khanh ơi, chớ quá đau lòng, mọi việc rồi cũng sẽ qua, chẳng ai nỡ đang tâm đứng nhìn một con người sắp lìa trần xa đi. Mặt với đời mỗi người một số phận, mà số của Khanh đã định vậy rồi. Không có đâu mà. Làm sao cài được trời, cam đành chịu số mình bạc đen. Mình không tin là không còn cách. Chính ông bác sĩ đã bảo là có thể mổ, cơ hội thành công là 1/10. Vẫn còn hy vọng, miễn là... Huệ Nhàn ơi, một hy vọng mong manh mà mình không làm sao có được. Cuộc sống giờ đây đối với mình vô cùng quý giá, mà mình là kẻ trắng tay đang đi lần đến lằn ranh của sự vô hình. Nhìn thiên hà đang ngược xuôi một cách vô tình, có ai hiểu nỗi lòng của cô gái trẻ sắp đi vào cõi mộng thiên thu. Huệ Nhàn ơi, có lẽ vì kiếp trước mình dụng đường thu nên ngày nay phải gánh chịu bao điều bất hạnh. Hai mươi mấy năm mình chia phần trong cuộc sống, giờ đến lúc phải chia xa lòng chiếu nặng âu buồn. Sao ông trời đành cay độc cho phần hồng nhan, một sự thật phũ phàng nghe cay đắng. Khanh à, mình khuyên Khanh bớt lo buồn, bằng mọi cách tụi mình sẽ giữ Khanh ở lại cuộc sống. Vô ích. Huệ Nhàn, đừng an ủi Khanh nữa. Khanh tự biết khả năng của gia đình và sức lực của Khanh. Khanh không muốn làm phiền bất cứ một người nào, kể cả gia đình của Khanh. Nhưng mà Khanh phải cố mà hy vọng chứ. Mới hôm qua, Khanh còn là một cô gái yêu đời, vui vẻ. Vậy mà, hôm nay chỉ với một căn bệnh không phải là hết cách chữa, mà Khanh đành buông xuôi, thụ động,
càng làm ảnh hưởng sức khỏe thêm thôi. Khanh cảm ơn Huệ Nhạn. Bây giờ Khanh chỉ muốn ngồi lại một mình. Nhàn giúp Khanh được chứ? Được. Nhưng mà Khanh không có được buồn nữa nghe. Không có được nản chí. Ha. Ngồi đây đi. Mình ra ngoài. Có cần cái gì thì gọi nha. À, nếu gia đình Khanh có hỏi, Nhàn cứ trả lời là không hề gặp Khanh. Nhớ nha. Khanh cảm ơn Huệ Nhàn nhiều lắm. Thôi mà, cảm ơn cái gì cũng biết nữa. Mình biết lúc này á, Khanh rất cần người ở bên cạnh. Mình không có bỏ Khanh đâu. Cô đã bị một khối u ác tính trong não. Nếu không mổ, cô chỉ còn sống đến cuối năm nay. Còn nếu phẫu thuật thì cơ hội là 1/10, nhưng rất tốn kém. Hy vọng là gia đình có khả năng để ta hy vọng vào cái vọt trên đồi mong manh đó. Chị Vân Khanh ơi! Chị Vân Khanh! Có chuyện gì vậy cậu Trác? Tôi vừa nghe Huệ Nhàn nói lại tình trạng của chị. Nhưng tôi khuyên chị đừng buồn, mà hãy cố hy vọng lên. Dựa vào cái gì để tôi hy vọng hả cậu Trác? Thì bè bạn nè, gia đình và người thân, nhất là bản thân của chị. Cảm ơn cậu đã bận tâm về chuyện của tôi. Gia đình tôi thì cậu biết rồi. Một ông cha suốt ngày trầm bức, khó khăn, gắt gỏng với người thân. Mẹ tôi thì chẳng mấy quan tâm đến chuyện học hành hay nỗi khổ tâm của con trẻ. Còn người của tôi yêu thì phương nào chẳng thấy. Giờ phút này chỉ còn trơ trọi một mình tôi. Đang đi lần về lằn ranh cuộc sống, hiu quạnh trên đường đời một thân một bóng. Tôi còn biết dựa vào điều gì một hy vọng mong manh. Chị Vân Khanh ơi, không có ai toàn vẹn trên đời. Khi cuộc sống hôm nay nhiều bất trắc, lòng giông bão vượt qua. Giờ phút này đây, sao nghe da lạnh trong lòng. Biết ai sẽ chia, ai thông cảm với. Khoan nhường
chúng ta phải giành giật với tự thần. Từng phút từng giây để được sanh tồn. Cậu Trác, nhưng mà tôi cô đơn quá, không có bạn đồng hành để an ủi, sẻ chia. Có khi một câu hỏi bâng quơ mà cũng không có ai tâm sự. Còn chứ, còn có tôi đây. Bên cạnh chị còn có bạn bè, và nhất là còn có Đông, một tình yêu để giúp chị thêm nghị lực. Ai cũng có chuyện phải lo, chẳng ai bận tâm với một người sắp chết. Cuộc sống muôn điều phiền phức, chỉ khi mình sắp phải chia xa mới cảm thấy tiếc thương và lưu luyến. Vân Khanh ơi, cuộc sống vô cùng quý giá, chỉ không có quyền bi quan chán nản, mà hãy cố lên dành cho bản thân từng hơi thở mong. Tôi nguyện cùng chị quyết đấu tranh cho cuộc sống của riêng mình. Dẫu sao chúng ta còn có một mình chỉ cô độc với nỗi bất hạnh mà ông trời đã dành cho người con gái không may. Dù phải đánh đổi điều chi, tôi cũng nguyện đem về cuộc sống cho nụ hoa đời đang đổ vào xuân. Nếu như cuộc sống bất công dành cho chị nhiều mất mát, thì tôi nguyện xả thân quyết đòi lại sự công bằng. Khuyên cậu nên dành sức lực mình cho một mục đích nào khác. Còn tôi, cuộc đời đã khép lại rồi. Không, tôi không tin là không còn cách. Mà nếu có cách đó thì tôi quyết không đầu hàng. Ôi, mỉa mai thấy giờ phút đau đớn nhất của đời tôi, chiêu quạnh bên mình của một tình. Cuộc sống vốn quá bận rộn việc được thua, đâu ai có thời gian tốt thương cho người bạc mình. Tôi giờ đây như người bị loại ra khỏi dòng cuộc chiến, chờ đợi sự cáo dụng của một con người. Tiếc rằng giờ phút này kẻ ở bên cạnh tôi không phải là người đã nguyện cùng nhau đi quãng đời còn lại. Tôi nghe như có ngọn gió nào vừa thổi tạt vào lòng, mang theo cả một mùa đông. Chị không nên để mùa đông ngự trị trong lòng, mà hãy luôn giữ bếp than hồng rực cháy. Tôi sẽ cùng chị giữ cho niềm tin yêu cuộc sống kia không bao giờ tắt. Đúng đó, bên cạnh Khanh lúc nào cũng có tụi này hết mà. Cảm ơn, cảm ơn tất cả những gì các bạn đã làm cho tôi. Giờ phút này con người ấy lạnh lùng quay bước. Không đâu, có lẽ Đông chưa hay tình trạng của chị. Em đã báo cho anh ấy biết rồi, nhưng anh ấy bận luyện tập để hy vọng đi dự liên hoan nhạc quốc tế. À, có lẽ Đông không hay tình trạng cấp thiết của sự việc nên cậu ta... Thôi, cậu không nên binh vực cho anh ta làm gì. Có khó khăn mới biết giá trị con người. Cậu Trác, tôi khuyên cậu đừng vì tôi mà làm dang dở chuyến đi sắp tới. Chị yên tâm,
tôi sắp xếp được mà. Bây giờ tôi có việc phải đi. Nhàn à, em ở đây với chị Vân Khanh nha. Không cần phiền phức như vậy đâu. Chỉ yêu cầu nên giấu dùm chuyện này với ba mẹ tôi. Tôi không muốn cho họ phải khổ tâm khi không còn cách giải quyết. Hứa với tôi nghe cậu Trác. Vâng, tôi hứa. Dạ, chào bác sĩ. Xin lỗi, có phải bác sĩ là người chịu trách nhiệm chẩn đoán bệnh của cô Đỗ Vân Khanh đây không ạ? Phải, cậu cần gì? Dạ thưa bác sĩ, tôi muốn biết có cách nào để đem sự sống về cho cô ấy không, thưa bác sĩ? Cậu đây là... Dạ, tôi là người thân của Vân Khanh ạ. Biết là người thân rồi, nhưng thân như thế nào? Có phải là người yêu không? Vì cô ấy chưa lập gia đình. Dạ, bác sĩ có thể hiểu như vậy. Không phải là không có cách, nhưng thực hiện một ca phẫu thuật não như thế cần rất nhiều tiền, mà kết quả không mấy khả quan. Thưa bác sĩ, chỉ cần có hy vọng thì nhất định không thể bỏ qua được. Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Đây là một ca phẫu thuật rất tốn kém bạc tiền cũng như nhân lực. Thưa bác sĩ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi được biết gia cảnh của bệnh nhân không có chi là khá giả, lại mắc chứng bệnh quá hiểm nghèo, cuộc sống chỉ còn đêm ngày tháng mà thôi. Lương tâm người thầy thuốc cũng thấy đau lòng. Xin bác sĩ vì lòng nhân đạo, hãy tận tâm dành lại cuộc đời, đem đến trên môi người sắp chết nụ cười. Thăm ơn của người tôi chẳng dám quên. Tôi không dám bảo đảm ca phẫu thuật thành đạt, nhưng với lương tâm của vị thầy thuốc cứu người, tôi luôn luôn cố gắng hết sức mình. Không có gì cậu phải ban ơn. Nhưng thưa bác sĩ, chúng tôi còn cần đến sự giúp đỡ của bác sĩ nhiều. Bác sĩ ơi, tôi không thể nào chịu được khi nhìn Vân Khanh. Cô ấy tuyệt vọng muốn tự mình quyên sinh. Không thể nhìn cô ấy lìa bỏ cuộc đời, nên tôi quyết tâm giữ mạng sống cho người. Vậy còn người thân của cô đâu, sao không góp mặt để cậu một mình canh gác nàng tay? Mọi người thân của tôi đều không biết được, bởi cô không muốn mọi người phải lo lắng thêm. Vậy ngoài ra cậu còn có ai chung sức với cậu để giữ mạng cho cô ấy không? Dạ, tôi cũng không biết nữa. Nhưng dù một mình tôi cũng không thể để cho cô ấy phải chết. Cậu Trang, cậu có biết là cần thực hiện một ca phẫu thuật khối u trong não như trường hợp này cần bao nhiêu tiền không? Thưa bác sĩ, tôi biết rất là hao tốn, nhưng một ca phẫu thuật có một cái giá nhất định, còn mạng sống con người thì vô giá bác sĩ à. Được lắm, nếu như cậu quyết tâm như vậy thì tôi sẽ giúp cậu. Còn điều này nữa bác sĩ à, xin bác sĩ đừng cho Vân Khanh biết là tôi lo chi phí cho cuộc giải phẫu này. Nhưng tại sao việc làm của cậu lại... Xin bác sĩ giúp cho, sau này có cơ hội tôi sẽ nói cho bác sĩ rõ. Vậy tôi phải giải thích với cô ấy sao đây? Xin bác sĩ cứ bảo là... do anh Đông lo tất cả. Vậy là cậu muốn cho tôi phải nói dối à? Xin lỗi bác sĩ, tôi vẫn biết việc làm kia vô cùng khó xử, nhưng nếu nói dối để mang sự sống về cho một con người thì tôi nghĩ lời nói dối kia đáng được tha thứ. Nói dối vẫn là nói dối, có đáng tha thứ hay không cũng vậy thôi. Thưa bác sĩ, dẫu biết là tôi đã yêu cầu bác sĩ làm một việc trái với lương tâm, nhưng nếu lời nói dối kia mang đến một sự sống thì bác sĩ vui không khi phạm một sai lầm. Cuộc sống của chúng ta đôi khi có lắm sự thật khổ phàn, khi một tâm hồn yếu đuối khó
lòng chấp nhận một sự thật đắng cay. Vậy chúng ta có nên hay không khi tranh cho con người kia phần bất hạnh? Và nếu phải đem lên bàn cân so sánh thì cuộc sống con người mới là điều quý nhất trên thế gian này. Thôi được rồi, coi như tôi đã bị cậu thuyết phục rồi đó. Tôi hứa với cậu. Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ. Tôi không biết dùng lời nào để diễn tả. Không cậu trách cả, cậu không cần nói thêm điều gì cả. Tôi cũng cảm thấy vui lấy vì nhiệt tình của cậu. Là một lương y, tôi còn phải có trách nhiệm với bệnh nhân. Tôi sẽ cố hết sức mình để mang sự sống trả lại cho cô ta. Nếu cuộc đời này có được nhiều tấm lòng như cậu thì thế gian sẽ vơi bớt đi những đắng cay bất hạnh mà ngày đêm đang hành hạ con người. Bác sĩ ơi, cuộc đời này là bể khổ mà bác sĩ mới là người cứu rỗi bớt mọi khổ đau. Có đôi khi tôi nhìn thần chết đến đón rước một người mà tôi đành bất lực. Tôi có cảm giác mình là một thủ phạm xấu xa. Đây là số tiền mà tôi có được lúc này. Xin tạm gửi cho bác sĩ, rồi tôi sẽ cố gắng lo phần còn lại. Để giúp cậu, tôi sẽ cố gắng bỏ bớt một số chi phí không cần thiết. Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. May quá, mình đi tìm bạn đây. Có gì không? Có chuyện gì mà bạn tìm mình vậy hả? Mình có việc quan trọng cần bàn với bạn. Có thể dành cho mình 10 phút không? Còn 15 phút nữa tới giờ học. Được rồi, có gì bạn cứ nói đi. Đông, tôi muốn cho bạn hay một tin. Một tin hệ trọng, nhưng chắc sẽ không làm cho bạn vui. Nếu tin đó có liên quan đến mình thì dù vui hay buồn mình cũng sẵn sàng đón nhận thôi. Cảm ơn bạn. Mình muốn báo cho bạn hay là chị Vân Khanh đang vô cùng đau khổ, mất tinh thần. Vì bác sĩ vừa cho chị ấy biết là chị ấy đang mang một khối u trong não. Một khối u trong não à? Tin lạ đây. Nhưng mà sao mình không nghe Vân Khanh nói gì cả? Tâm trạng của chị ấy hiện giờ vô cùng rối rắm, không muốn cho người thân biết, sợ họ lo buồn, mà ôm giữ một mình niềm đau đớn không có người chia sẻ. Đã có lúc chị ấy định hủy bỏ cuộc đời mình để tránh sự đau lòng ai cũng chết một lần. Số phận phải đành chịu vậy thôi. Không hẳn là tuyệt vọng, nhưng phải có nhiều tiền mà sức của gia đình không thể nào liệu lo. Ý của bạn là muốn tạo một cuộc vận động quyên góp phải không? Không phải vậy. Bạn hiểu lầm ý của tôi rồi.
tôi cho bạn biết gì muốn bạn đến an ủi động viên Vân Khanh trong lúc cô đơn cùng quẫn này. An ủi, động viên, nhưng đó đâu phải là cách giải quyết đâu. Trác à, bạn hiểu cho mình, thời gian lúc này đối với mình vô cùng quý giá. Đông à, mình đang cố gắng thực hành những bài tập để hy vọng mình có thể có tên trong danh sách đi dự liên hoan âm nhạc vào năm tới. Đông, bạn không nên vô tình như vậy. Dù sao hai người cũng là người yêu của nhau, sắp sửa là bạn một đời, sống chết có nhau mà. Xin lỗi bạn, tôi và Vân Khanh đơn thuần chỉ là bạn bè, có chăng chỉ là chỉ là đặc biệt hơn một chút, chứ còn là bạn đời chung sống thì chưa đâu. Bạn kết luận đi, chúng ta sắp hết giờ rồi. Đông à, mục đích mình đến đây là muốn yêu cầu bạn đến để chia sẻ với Vân Khanh. Nhưng rồi kết cuộc được gì? Dù ít thôi, mà lúc này mình không rảnh. Còn nếu cần sự đóng góp thì ok, mình sẵn sàng. Mình hối hận gì đã đến đây. Đông à, bạn là người thực tế và lạnh lùng đến tàn nhẫn. Cuộc sống này nó dạy cho bọn mình như thế thôi Trác à. Kết quả được gì nếu như mình bỏ thời gian đến nói chuyện bệnh tật với cô ta? Cái sự có mặt của mình làm cho cô ấy khỏi bệnh thì mình cũng cố gắng Trác à. Con đằng này... Thôi bạn im đi. Tôi không ngờ bạn là kẻ có trái tim bằng kim loại. Bạn có biết hiện giờ Vân Khanh rất cô đơn trước căn bệnh hiểm nguy. Sự sống giờ đây đưa tính từng ngày, mà bạn là một người thân duy nhất hiện nay. Bạn đừng quên rằng chúng tôi chỉ là bạn, dẫu có đặc biệt với mọi người thì có phải đâu tôi chịu trách nhiệm về bệnh hoạn của cô ta. Tôi không nói về trách nhiệm mà chỉ kêu gọi lương tâm của một người đàn ông. Mỗi con người đều có quan niệm riêng, tôi biết phải làm gì không cần bạn dạy đâu. Tôi không làm sao chịu được nhìn cô ta ngày càng tiều tụy. Nhưng mà nào phải lỗi cho tôi đâu. Nhưng tôi muốn bạn cho nàng một tia hy vọng. Dù có như vậy thì mình cũng làm được cái gì đây? Nghe bạn nói mình có cảm giác như mình có lỗi trong cái chuyện này vậy. Nếu không có chuyện gì bạn nữa thì chào nha. Khi nào cần có sự đóng góp thì cứ cho mình hay. Khoan đã, Đông, mình muốn trao đổi với bạn một việc. Lại trao đổi nữa à? Mình chưa hiểu ý của bạn. Nếu như mình bỏ cuộc, tự đến đề nghị với nhà trường mình không đi dự giải âm nhạc, lúc đó đương nhiên sẽ chọn bạn thôi. Bạn bỏ cuộc? Phải. Có thể. Những chuyện này là do bạn nghĩ ra, chứ không phải là do tôi yêu cầu. Sau đó thì mình phải làm sao để bù lại sự trao đổi này? Mình chỉ yêu cầu bạn dành thời giờ đến chia buồn an ủi Vân Khanh, nên giải thích là bệnh không đến nỗi nào. Động viên chị ấy bằng lòng giải phẫu, việc bạn tiện cứ báo để bạn lo. Mà tại sao mình phải nói với Vân Khanh? Đó là tất cả việc trao đổi này. Nếu như bạn đồng ý, mình sẽ đến gặp thầy phụ trách ngay, và mình sẽ không để cho bạn gánh vác các chi phí giải phẫu đâu. Sao? Đồng ý chứ? Sắp đến giờ học rồi, sao hai người còn ở đây? Hôm nay cô cũng có giờ học à, Quệ Nhàn? Không, mình đến lớp xin phép cho Vân Khanh và để gặp anh. Bộ có chuyện quan trọng hả? Tùy anh thôi, Vân Khanh đang ở nhà tôi, muốn gặp anh, chỉ có vậy. Được rồi, cảm ơn cô, tôi sẽ đến khi nào có thể. Trang, tôi xin chào bạn nhé. Coi như xong. Hả? Anh Trác, anh với anh Đông có chuyện gì vậy? Không có gì quan trọng đâu. À, Quệ Nhàn à, hôm trước ông chủ nhà hàng bạn có ba em muốn kiếm nhạc sĩ cho dàn nhạc của ông ta, mà có chưa? Em không biết, nhưng sao anh lại hỏi chuyện đó? Anh có người bạn cần việc làm, muốn giúp cho họ. Nè, em cho anh số điện thoại nha. Anh Trác, có phải anh đang kiếm việc để tự mình làm thêm, nên mới hỏi ban nhạc có cần người không, chứ không phải là để giúp bạn bè. Anh phải làm sao?
sắp xếp việc học hành, phải đánh giá xem việc nào quan trọng, anh phải có tiền để giúp dân Khanh. Giữa anh và Đông có chuyện chi ước hẹn, em tìm hiểu làm gì chuyện của đàn ông. Em tìm cách nói khéo về chuyện của Đông, đừng để cho dân Khanh thêm tuyệt vọng nghe Huệ Nhàn. Em biết, nhưng cũng không giấu mãi được đâu. Ít ra cũng xong cuộc giải phẫu. Giờ em cho anh số điện thoại của nhà hàng đi. Đây, có cả địa chỉ và tên của ông ta đó. Cảm ơn em. Huệ Nhàn, em hứa với anh là không cho Dân Khanh biết chuyện này chứ. Anh Trác, em có linh cảm trong tai họa của Dân Khanh sẽ còn liên lụy đến nhiều người khác. Hiện giờ thì em không biết là điều gì và xảy ra đến cho những ai, nhưng em có linh cảm rằng trong câu chuyện hôm nay nó sẽ là nguyên nhân dẫn đến một sai lầm. Em không nên lo xa như vậy. Cuộc sống con người đều do nơi số mạng, rồi mọi việc đâu cũng vào đó thôi. Em không nên lo sợ làm gì. Ba ước với em là nếu như anh thi đồ thì khi anh về ba sẽ cho chúng ta làm lễ. Nhắc chuyện đó hiện nay e rằng không phải lúc, mà tập trung lo lắng cho dân Khanh, vì ngoài chúng ta chị ấy chẳng còn ai. Vậy còn Đông? Thôi, anh đến nhà hàng đây, anh đi trước nha. Nhưng anh không vào lớp sao? Anh sẽ gặp thầy lúc khác. Đêm qua con ngủ được chứ? Dạ cảm ơn bác sĩ. Tội nghiệp, đêm qua cậu ấy về rất khuya, giờ này không dậy nổi. Đêm qua cậu ấy về khuya lắm à? Sao cậu ấy không về nhà ngủ cho đàng hoàng? Cậu ấy nhất định không chịu để cô một mình. Mà đối người khác thì cậu ấy cũng không chịu. Cậu ấy là gì của cô mà có vẻ lo lắng cho cô dữ vậy? Người yêu hay là chồng sắp cưới? Cả hai không phải. Cậu ta là em của tôi. Em? Sao? Không tin à? Mẹ cậu ấy là cô của tôi. À, thì ra vậy. Một con người thật chu đáo. Xin lỗi, dậy đi, tới giờ khám bệnh rồi đấy. À, dạ, xin lỗi, xin lỗi. Cậu nên về nhà ngủ cho lại sức, cậu Trác à. À, không cần đâu, bấy nhiêu đã đủ rồi. Ngủ nhiều dễ làm cho người ta mụ mẫm lắm. Hạnh phúc cho ai sau này được cậu ấy chọn làm vợ? Do đâu mà bác sĩ nói như vậy? Vì những việc làm cho cô ở đây chứng tỏ cậu ấy là một con người tế nhị và chu đáo. Để tôi đi mua đồ ăn sáng cho chị. À, hôm nay Đông sẽ đến thăm chị đó. Đông là ai vậy cô Vân Khanh? Là bạn của tôi, đúng hơn là người yêu của tôi. Tôi lấy làm ngạc nhiên, tại sao cô nằm cả tuần rồi mà không thấy anh ta đến? Anh ấy bận lắm, chuẩn bị cho một kỳ thi sắp tới. Tôi nghĩ ai cũng có việc để bận cả, quan trọng là cái nào cần hơn cái nào thôi. Vậy theo bác sĩ, giữa việc học và căn bệnh của tôi thì việc nào cần phải quan tâm trước? Cái đó thì tùy theo sự nhận xét của mỗi người. Theo chỗ tôi được biết thì chính cậu Trác của cô mới là người bận việc nhiều hơn.
suốt cả ngày cậu ấy chẳng có rảnh rang. Nhưng mà tại sao bác sĩ biết? Bộ cậu ta than vãn với bác sĩ sao? Chỉ là sự tình cờ tôi lắng nghe, cậu ta và người yêu đang nói chuyện, hai người tranh cãi với nhau. Hình như việc cậu ta bỏ học, cả hai cãi với nhau lâu lắm, rốt cuộc cô ta phải bỏ ra về. Hả? Bác sĩ nói sao? Chính bác sĩ nghe cậu ấy bỏ học đàn và còn thấy gỗ với Huệ Nhàn. Tại sao có chuyện này mà tôi vẫn không hay? Nghe nói cậu ta bỏ chuyện luyện tập đàn, đêm đêm đi làm ở nhà hàng, nên hai người mới gây gỗ với nhau. Mà cái cô người yêu của cậu ấy cũng quá đáng. Nếu như cô ấy thấy mỗi đêm cậu ta về ngồi ngoài sân bệnh viện nhai một ổ bánh mì thấy mà tội nghiệp, thì chắc cô ta sẽ không nỡ trách phiền như vậy đâu. Thôi, cô chuẩn bị đi, chút nữa tôi trở lại khám cho cô nhé. Dạ. Hợp đồng, biên nhận mượn tiền lương trước. Chào em. Em khỏe chứ? Cảm ơn anh, tôi chưa chết. Xin lỗi em, anh bận quá à, không đến thăm em được. Nhưng mà lúc nào anh cũng quan tâm đến sức khỏe của em. Quan tâm? Bằng cách nào vậy? Em quên là ngày nào anh cũng gặp Trác mà. À, thì ra vậy. Dương Khanh ơi, báo cho em hay một tin vui, là có thể anh sẽ được chọn đi dự liên hoan âm nhạc sắp tới đó. Anh được chọn đi? Vậy con Trác? Anh đâu có biết, nhưng có lẽ là anh sẽ đi thay cho Trác. Cậu ta xin ở lại không đi. Anh Đông, thật uổng công cho tôi trước đây đã đem lòng thương tưởng đến một kẻ vô tâm. Lòng vẫn dưng có một chút chân tình, tôi quá ngu ngơ tưởng bóng thương hình. Nhưng tưởng đâu anh là người trong mộng, nên tôi đã vội vàng gửi hết tình yêu. Anh xin lỗi là đã bận quá nhiều việc, biết em đau mà không đến thăm em được. Em chớ buồn phiền mà hãy thông cảm cho anh. Tôi không có chi mà phải phiền phải giận, mà tôi chỉ thương cho mình bấy lâu ngu muội. Đem tình thương dâng cho một người sắt đá, để bây giờ nghe cay đắng bản thân. Dân Khanh ơi, anh đâu phải là kẻ vô tình, vì chuyện học hành nên thiếu sót với em. Giờ đây tôi kia cay đắng dâng trào, chẳng biết dùng lời nào để bày tỏ sự đớn đau. Dân Khanh, thôi mà, cho anh xin lỗi đi mà. Thật tình là anh quá bận rộn, hôm nay anh đến đi gửi em một số tiền, em hãy giữ lấy để khi cần đến. Mà anh thì không đến thường xuyên được. Cảm ơn anh, có lẽ sẽ không cần đến nó nữa. Trước đây tôi còn yêu đời, yêu cuộc sống, nên có khi một hoàn cảnh chia xa vĩnh viễn, lòng thay luyến lưu giây phút chia biệt. Bởi vì cuộc sống có quá nhiều tốt đẹp, Mà cuộc đời người thì ngắn ngủi làm sao. Nhưng bây giờ thì tôi không còn lưu luyến chi, khi hiểu ra lòng dạ người ta lạnh lùng vô cảm. Giờ đây tôi không còn muốn kéo dài sự sống, khi người tôi yêu là một kẻ bạc bẽo vô tình. Dương Khanh nè, em thông cảm cho anh, bệnh hoạn thì còn đó chứ mất đi đâu. Còn dịp mai đi dự liên hoan thì không phải lúc nào cũng có.
tương lai đó đâu phải chỉ một mình anh, mà có cả em trong đó nữa. Cảm ơn, cảm ơn cái tương lai rực rỡ của anh. Tôi sẽ không diễm phúc được giữ phần chia sẻ, vì cuộc sống của tôi bây giờ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thôi, anh hãy về lo chuẩn bị tương lai. Đừng, đừng nên phí thời gian với một con người sắp chết. Tôi xin cầu chúc cho anh ước mơ thành đạt, dù ngày mai đây tôi có từ biệt cõi đời. Anh nên về hưởng trọn niềm vui mà anh đã đoạt được ở một con người tội nghiệp. Vinh quang kia lẽ ra là của cậu trác, nhưng giờ đây nó là niềm kiêu hãnh của riêng anh. Em nói như vậy là sao đi Ân Khanh? Chính trác đề nghị với nhà trường xin ở lại, chứ anh đâu có tranh đoạt gì đâu. Phải, anh không tranh đoạt. Phải. Và cậu Trác đã tình nguyện ở lại để gánh vác một việc không phải là của cậu ta. Vậy anh còn đợi gì mà không về vui chiến thắng? Anh nghĩ lúc này khó thể nào nói cho em thông cảm được. Hy vọng anh hy vọng với thời gian em sẽ hiểu anh. Không cần phải chờ đợi đâu, tôi đã nhìn thấu ruột gan anh. Anh là một kẻ cơ hội. Dương Khanh, lợi dụng sự khó khăn của bạn mình để giành lấy vinh quang. Dương Khanh, đây thức ăn sáng của chị đây Dương Khanh à. Xin lỗi, bạn đến lâu chưa đông? Cũng khoảng 15 phút rồi. Đây, chị ăn sáng đi. Xin lỗi. Nè, nãy giờ chị ấy có cằn nhằn gì bạn không? Không. Mà chuyện gì vậy? Vì chuyện của hai người. Bởi Huệ Nhàn vô ý nói là bạn tập đàn để đi dự liên quan đó. Thế rồi sao? Chuyện đó có gì đâu phải giấu. Không phải là giấu, mà là nên nói lúc nào để cho câu chuyện nhẹ nhàng mà thôi. Trác à, mình cảm ơn bạn đã vất vả chăm sóc cho Vân Khanh thay mình. Nhưng mới vừa rồi đây, Vân Khanh và tôi xảy ra tranh luận. Cô ấy đã cho tôi là kẻ cơ hội đáng khinh. Việc đi dự liên quan là tự do tôi đề nghị. Nhà trường mới chọn anh, chứ anh có tội gì đâu. Cô ấy cho tôi là một kẻ quá vô tâm. Và quá vô tình khi cô ấy bệnh thập tử nhất sinh. Tâm trạng chị ấy bây giờ vô cùng xao động. Trước căn bệnh hiểm nguy và cái chết kề bên. Chắc à, mình biết bạn vô cùng vất vả để chạy lo kiếm tiền cho cuộc giải phẫu. Mình vì không thể nào đến thăm thường trực, vậy thì bạn cho mình gửi số tiền này, hy vọng sẽ giúp được gì cho cô ấy. Không, không cần đâu. Anh hãy giữ lại để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới của anh. Còn tôi sẽ không giải phẫu đâu. Chị Vân Khanh, xin chị bình tĩnh, đừng quyết định vội vàng như vậy mà. Tôi xin phép. Chắc mình về, đến giờ tập nhạc rồi. Hôm khác mình gặp lại nhé. Chào em. Khoan đã, anh nên mang số tiền kia theo anh về đi. Tùy em vậy. Chị Vân Khanh, sao chị làm như vậy? Đông lo cho chị mà. Lo cho tôi. Cảm ơn sự lo lắng đó. Tôi cảm thấy mình không đáng nhận lấy. Cậu Trác, cậu cũng không cần phải lo lắng cho tôi nữa. Tôi quyết định không giải phẫu đâu. Chị Vân Khanh, nếu như không nghĩ đến người khác thì chị cũng phải nghĩ đến bản thân mình chứ. Bản thân tôi, bản thân tôi Thượng Đế đã an bài rồi.
còn gì phải nghĩ. Sở dĩ tôi không chịu giải phẫu là vì tôi nghĩ cho người khác đó. Tôi tin rằng ai cũng muốn chỉ kéo dài sự sống cả. Kéo dài sự sống? Một sự sống mà giờ đây được tính từng giờ, từng phút. Chỉ có khi con người ta vĩnh viễn mất đi thì mới cảm thấy hết giá trị của cuộc sống thân yêu. Khi con người ta đang ở giữa lằn ranh mà mình thường không cảm thấy cuộc sống tươi đẹp ra sao, giờ sắp phải mất nó đi mới cảm thấy số mình bạc phần. Muốn thời gian dừng mãi nơi này để cho niềm tin yêu kéo dài. Tôi xin chị chớ có chán nản bi quan, rồi mọi việc sẽ trôi qua. Chuyện hôm nay cũng như hòn sỏi giữa đường mà mình còn phải đối diện trên đời. Tại sao phải là cậu gánh chịu điều bất hạnh của tôi? Dân Khanh ơi, cuộc đời này như một mặt biển mênh mông, mà chúng ta là những sinh vật đang bơi giữa dòng đời để cố tìm cho mình một sự sống. Nên tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ để cho dòng nước kia dìm Dân Khanh sâu vào lòng biển thăm muôn đời. Dẫu biết rằng một cá nhân tôi chưa đủ để đổi dời, nhưng tôi không thể lặng nhìn chỉ bị mất đi dần sự sống, một sự kết thúc đau buồn cho thân phận của một người con gái cô đơn. Ông trời tuy chẳng bất công nhưng sao lại dành cho đời chỉ nhiều bất hạnh. Tôi muốn giúp chị cân bằng sự sống, giữ lại nụ cười trên vành môi tươi. Chờ đợi bằng lòng. Cuộc sống là phải đấu tranh cho đến phút sau cùng. Bản chất tôi không phải là người tiêu cực, nhưng tranh đấu cách nào khi đối diện với một tai họa quá lớn lao? Đã nhiều lần tôi hỏi tại sao đồng loại mà thôi. Cậu Trác, sự giúp đỡ nào cũng phải có giới hạn. Cậu không nên vì tôi mà bỏ bê việc học hành, ăn ngủ thất thường như vậy đâu. Chúng ta là người nhà với nhau mà, chị Vân Khanh. Đành vậy. Như cậu còn có cô và Huệ Nhàn, nhất là tương lai của cậu, cậu không nên bận tâm nữa làm gì. Tôi đã quyết định rồi. Quyết định? Mà quyết định thế nào?
tôi quyết định mình không cần phải giải phẫu nữa. Dân Khanh, chị có biết là nếu không giải phẫu thì chị chỉ còn sống đến hết năm nay không? Tôi biết, tôi biết. Và nếu có thể vào ngay lúc này thì càng tốt cậu à. Chị Vân Khanh, chị không có quyền làm như vậy. Cuộc đời tôi mà tôi lại không có quyền quyết định là kéo dài hay chấm dứt hay sao? Như quyết định của chị gây ra sự đau đớn cho những người thân. Chị thử nghĩ đi, cậu Mợ sẽ ra sao khi chị không còn nữa chứ? Dĩ nhiên là đau buồn lắm, nhưng thời gian sẽ làm cho họ lấy lại thăng bằng cậu à. Không đâu, chị đừng nghĩ rằng thời gian sẽ làm cho cậu và Mợ lãng quên. Nỗi đau đớn còn to lớn hơn cả bản thân mình gánh chịu điều bất hạnh. Cha mẹ khó mà quên một đứa con mà lại là duy nhất. Cậu Trác, không ai muốn có sự lựa chọn trong hoàn cảnh này đâu, nhưng phải chấp nhận đường nào ít đau khổ mà thôi. Và chị cho rằng quyết định của chị sẽ làm cho ít kẻ đau khổ sao? Cha mẹ, bạn bè, và nhất là Đông. Đừng bao giờ nhắc tên con người đó trước mặt tôi nữa cậu Trác à. Thôi được, tôi không nhắc. Nhưng chị không có quyền bỏ cuộc. Trong khi những người thân lo lắng cho chị ngày đêm, họ đã quên đi sự lao khổ nhọc nhằn để cho chị được kéo dài thêm cuộc sống đang đẹp tươi. Cũng tại vì không muốn người thân lao nhọc nên tôi chọn cho mình con đường ra đi để nhẹ gánh cho người thân. Chị không được bỏ cuộc khi tất cả chúng tôi đang xua đuổi thần chết đi. Không được nản lòng mà hãy cứ tự tin. Để cậu ép mình ăn bánh hai cơm, ngủ đường ngủ bụi, ban tầng nốt nhạc, tôi sống có ích chi mà để cho cậu vì tôi phải bỏ học. Việc học hành đó mà, không học năm nay thì năm tới, mất mát gì đâu. Nhưng cơ hội xuất ngoại không phải năm nào cũng có. Nhưng mất một người thân và mất một lần xuất ngoại, cái nào quan trọng hơn? Tổ Trác à, nhưng mà chị Vân Khanh, tôi gian chị mà, chứ đừng bỏ cuộc. Giải phẫu có rất nhiều hy vọng, vì không quá trễ. Cậu làm cho tôi khó nghĩ quá. Không có gì phải nghĩ, chỉ cần chị vẫn niềm tin bước vào cuộc giải phẫu, rồi sau đó cũng chỉ có một phần mười thôi. Chúng ta đi tìm cái một phần mong manh đó mà. Vì nó mà cậu đã đánh đổi tương lai của mình. Không phải đánh đổi, mà là tôi gửi tương lai của mình lại đó. Thì chị không muốn sống để giúp tôi đạt được tương lai của mình sao? Hãy hứa với tôi đi Vân Khanh, hãy hứa với tôi đi. Đang đắc thắng chuyện gì vậy? À, Huệ Nhàn, em mới đến à? Tôi đến lâu rồi. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Có gì đâu để trả lời. Anh cho là không có sao? Nhưng với tôi thì có. Vậy em còn hỏi anh làm gì? Anh Trác, anh biết là em hết dạ yêu anh chứ? Anh biết là ba em đặt kỳ vọng nơi anh rất nhiều cho lần đi dự giải liên quan âm nhạc sắp tới chứ? Nhưng mà do đâu mà anh từ chối chuyến đi hủy hoại một công trình mà ba em đã tốn bao nhiêu sức lực để bồi đắp cho anh mấy năm nay chứ? Huệ Nhàn, xin hãy hiểu cho anh Huệ Nhàn à. Anh cho rằng em không hiểu anh sao? Anh đánh đổi tất cả chỉ vì muốn lo cho Vân Khanh. Mỗi đêm anh đi đàn cho nhà hàng là để kiếm tiền cho cô ấy giải phẫu phải không? Huệ Nhàn, em hãy giữ lời, kẻo người ta... Anh sợ cô ấy nghe được à? Không cần phải sợ, em cũng sẽ nói cho cô ấy biết thôi. Nhàn, anh cấm em. Đó là việc làm của anh, em không được xen vào. Việc làm của anh à? Nhưng mà việc làm đó có liên quan đến em và cha em nữa. Để rồi anh sẽ xin lỗi thầy, hy vọng người sẽ tha thứ cho anh. Có thể thầy sẽ tha thứ cho một đứa học trò vô tâm lầm lỗi, nhưng ông ấy sẽ không tha thứ cho anh. Tội phản bội con gái mình, anh đã nghìn ngàn đánh đổi cuộc đời để đi làm một công việc hoàn toàn vô vọng. Anh bảo đó là gì? Hãy lý giải ra đi.
quê nhà anh xin em đừng nghĩ suy như vậy. Giờ đây mạng sống của dân khanh là hễ trọng, nhưng anh không bao giờ sao lãng với tình em. Chuyện tình yêu thì biết sao mà nói được, lý lẽ con tim một người ta hành động. Theo những lời anh vừa giải thích, vì lý do nào mà anh đánh đổi cả tương lai? Quê nhà ơi đừng đem tình yêu so sánh bao giờ với một con người cần địa viễn thiên, mà chính anh đang đùa cợt chơi số phận mình, dù phải đổi bằng cả sự nghiệp tương lai. Vậy sao anh còn nuôi chi ý tưởng cao xa, dẫu biết là không bao giờ thành tựu, tại sao lại dấn thân vào ngõ cụt? Khi mà trước mắt anh mờ mịt bóng đêm dài, rồi anh tự cho mình là không thể giải bài. Anh đã tự lấy đau thương về trói buộc cho con tim này ướt đẫm lệ quang kiên. Hành động của anh không còn mang vẻ tự nhiên, khi trong tâm anh dưỡng đôi mầm phản bội. Đừng, anh đừng mong rồi sẽ được tha. Khi chính anh đã lèo lái cuộc đời mình vào giông bão. Quê nhà, anh không thể làm nên trước đau buồn của cuộc đời chị ấy. Xin em đừng nghĩ chuyện xa xăm mà làm cho cuộc đời dân anh bất hạnh. Trời ơi, giờ phút này đây, em không biết giữa em và cô ấy, ai mới là người chịu bất hạnh của cuộc đời? Còn ai có diễm phúc được chờ đợi đón mời? Khi yêu anh, em đã đề phòng mọi đối thủ và thường nhắc nhở mình không được khinh suất chủ quan. Vậy mà giờ đây tình yêu cũng sắp sửa ra đi, nó thầm lặng nhẹ nhàng như khi nó đi. Mọi chuyện rủi mai ai biết đâu mà chờ đón, bởi cuộc đời luôn xoay dần mới mẻ đổi Không biết do đâu mà em lại nghĩ ra một chuyện không làm sao có được như vậy. Em không biết, nhưng em chỉ biết rõ một điều là anh không còn yêu em nữa. Anh... Ủa, Huệ Nhàn mới đến hồi nào vậy? Mình vừa đến thôi. Sao, hôm nay khỏe chứ? Cảm ơn mợ. Kìa cậu, không cho chúng tôi uống cái gì sao? Cậu làm ơn... À, xin lỗi, để cho tôi. Nè, đừng có gọi mình như vậy nữa nha. Mình sẽ không làm mợ của bạn đâu. Ủa, Quỳ Nhàn giận mình phải không? Không, mà Nhàn giận mình thì đúng hơn. Có một tình yêu mà cũng không giữ được. Mình xin lỗi Quỳ Nhàn. Khanh à, Khanh không có lỗi gì đâu, chỉ tại anh ta mà thôi. Vì mình mà cậu ấy bỏ học, mỗi đêm đi làm ở nhà hàng. Sự hy sinh của cậu ấy đã ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Mình chỉ tiếc cho tương lai của anh ấy thôi. Ba mình bảo anh ấy có đôi tay vàng, trời sanh ra để đàn. Khi anh ấy ngồi vào đàn, như có một lực hút tỏa ra, kéo tất cả mọi người phải lặng yên theo dõi. Khanh biết không, anh ta có một cái thần, còn 10 ngón như là gió cuốn vậy đó. Quê nhà à, mình rất đau lòng khi cậu ấy gian dở tương lai. Ân nghĩa kiếp này mình khó lòng đền trả. Nhưng ba mình thì thất vọng vô cùng khi anh ấy đến chối từ không đi dự giải. Một mình anh đã làm khổ bao người. Có
lẽ số phận nên phải chịu vậy thôi. À, Khanh à, Đông có đến với bạn không? Có, nhưng mà mình không muốn gặp. Anh ta được chọn thế cho anh Trác nên rất cố gắng luyện tập ngày đêm. Ba của mình bảo anh ta dù cố gắng đến đâu cũng không làm sao có được cái thần của anh Trác. Làm sao cứ giảng? Có muộn màng lắm không, Huệ Nhàn? Nếu như bạn muốn đền đáp lại sau những gì anh ấy đã lo cho bạn, vẫn còn kịp chứ. Đây, có nước đây, có nước đây. Xin mời. Cậu Trác, ngồi xuống đây đi. Chúng tôi muốn bàn với cậu một chuyện. Không phải bàn gì cả. Tôi sẽ không còn tâm trí đâu để ngồi vào đàn lúc này. Xin đừng ép tôi. Chúng tôi không muốn nhìn thấy tương lai của anh bị mai một vô cùng oan uổng. Phải đó cậu Trác, cậu cứ đi học lại đi. Tôi bằng lòng giải phẫu. Tôi hứa mà. Bây giờ cậu hứa với tôi nghe cậu. Không. Xin đừng ai yêu cầu tôi một điều mà hiện nay không làm sao tôi thực hiện được. Tôi sẽ không trở lại nơi đó đâu. Đừng ép tôi mà. Anh Trác, ba em bảo nếu như anh đổi ý thì người sẽ hết lòng dìu dắt để anh luyện tập lại. Anh sẽ được chọn đi dự giải. Không. Xin đừng ép buộc tôi. Tôi sẽ làm cho mọi người thất vọng đó. Vì đôi tay tôi giờ đây không còn say đắm nữa, mà đã chai cứng khô khan. Sau những đêm chạy theo sự đòi hỏi ở vũ trường, tâm hồn tôi đã không còn nhạy cảm như xưa. Mà hãy quay lại, đừng để ân hận sau này. Tôi không muốn mình là nguyên nhân làm cho cậu dở dang. Tôi đã nghĩ suy và đã chọn cho mình một con đường mà không cần sáng lạng hoặc tối tăm. Xin đừng yêu cầu tôi trở lại để tôi thất hứa với người khác. Anh đã hứa gì với ai? Với Đông phải không? Không, xin đừng hỏi nữa. Tôi không muốn mình có lỗi với người khác mà. Cậu thà là có lỗi với bản thân mình để bảo vệ cho người khác phải không? Thôi thôi, mình đã hiểu rồi. Vân Khanh, bạn đừng yêu cầu anh ấy việc gì nữa. Mình về. Khoan đã, Huệ Nhàn. Huệ Nhàn bảo là Huệ Nhàn biết mà. Mà chuyện như thế nào vậy? Chính anh Đông đã yêu cầu Trác nhường cho hắn chuyến đi dự liên quan. Anh Trác mà bỏ trường thì họ sẽ chọn anh Đông thôi. Giờ thì tôi mới hiểu tại sao Đông lại tự tin là mình được chọn đi một cách chắc chắn như vậy. Không liên quan gì tới Đông. Tất cả do tự tôi mà thôi. Chính tôi đã đề nghị là mình không đi dự giải. Đông có điều kiện và khả năng hơn tôi. Được chọn là đúng thôi. Sao? Đói lắm hả? Dạ, xin chào bác sĩ. Mời bác sĩ ngồi. Anh cứ tiếp tục ăn no đi, đừng bận tâm gì tới tôi. Thưa bác sĩ, chị Vân Khanh bao giờ thì mổ được? Còn phải chờ kết quả xét nghiệm hội chẩn bác sĩ lần chót. Cậu có vẻ nôn nóng quá thì phải. Cô ấy chưa nguy hiểm lúc này đâu. Dạ, không phải đâu bác sĩ. Mà tôi chỉ lo là chưa có đủ tiền. Để... Cậu yên tâm, đừng có lo việc đó. Tôi có đề nghị xin Bộ Y tế tài trợ cho một phần, vì đây là căn bệnh rất hiếm mà. Tôi không biết nói chi để bày tỏ hết nỗi lòng tôi mang ơn bác sĩ.
Tôi đến đây không phải để nghe cậu nói lời cảm ơn vô nghĩa đó, mà là tôi muốn cùng cậu sẽ chia nỗi cô đơn bất hạnh trong đời, đang chất quặng trên đôi vai của người con trai vừa mới bước vào đời. Bác sĩ ơi, giàu cho thân có gian truân, nhưng mà lòng tôi cảm thấy niềm vui, tôi ngày đêm gian giải Phật trời, cho cuộc giải phẫu này thành công. Ông quay ở xa nào đâu giúp được gì, chỉ biết trông cậy vào sức của mình thôi. Tôi hỏi thật cậu một điều, hình như là cậu lo lắm cho người yêu. Bác sĩ ơi, với người tôi không dám dối gạt, hình như có một thứ tình cảm khác thường, ngày đêm đang chiếm lấy tâm hồn mà tôi cũng không biết gọi là chi. Theo tôi đó là khởi đầu cho một tình yêu, một tình yêu với người sắp chết. Cũng hay, nó sẽ giúp cho kẻ đón nhận tăng thêm nghị lực, cuộc giải phẫu này có thêm phần thành công. Bác sĩ, nhưng xin bác sĩ đừng nói gì cả. Cậu yêu mà không muốn người yêu của mình cảm nhận được sao? Cậu yên tâm đi, đâu cần tôi làm cái việc thừa thải đó. Chính kẻ được yêu đã từ cô ấy đã nhận ra rồi. Vậy tôi phải làm sao đây bác sĩ? Rất tiếc, tôi là một lương y chứ không phải là một nhà tâm lý. Con Dân Khanh đã đi tới nay được bao lâu rồi bà? Chắc là hơn tuần lễ, tôi cũng không nhớ chính xác nữa. Nó nói với bà đi bao lâu? Nó bảo là khoảng một tháng. Có gì thay đổi thì nó báo cho tôi với ông hay. Tội nghiệp con nhỏ, thân gái mà phải đi xa như vậy. Có bạn bè nó đi chung, chứ một mình nó sao mà ông lo. Bạn bè làm sao bằng cha mẹ. Thì vài năm nữa nó cũng bỏ ông rồi, ở đó mà lo. Tôi không muốn nó quen với thằng Đông đâu. Tại sao vậy? Không là sao cả, chỉ không muốn là không muốn. Ông mới lãng không? Tụi nó quen nhau mấy năm nay, sao hồi đó ông không chịu cản? Chuyện bè bạn của nó thì tôi không cản. Sao vậy? Có phải... có phải vì thằng Đông là cháu của ông Phàn mà ông ghét người ta, rồi ông cho con nhỏ nó quen phải không? Không đúng, nhưng đó cũng là lý do mà tôi ngăn cấm. Ông nói vậy là sao chứ? Xin chào hai ông bà. Thật là linh hiển. Chào ông bạn. Anh vừa nói gì? Anh bảo tôi linh à? Ông ấy và tôi vừa nhắc đến anh đó. Anh ấy nhắc tới tôi. Thật là hân hạnh, nhưng chắc là không có những lời lẽ tốt đẹp. Bản thân ông bạn đã làm chuyện gì xấu chưa mà lại sợ người khác nói xấu về mình? Sống đến từng tuổi này, gần hết cuộc đời, có người ta ai lại tránh khỏi ít nhiều sai phạm. Chứ sợ mình sai phạm mà mình không cứ tưởng đâu việc làm của mình là đúng chứ, đó mới là bi kịch. Thôi ông bạn hãy im đi. Ông muốn gì nữa đây? Ông không nhớ là đã hứa với tôi điều gì? Lời hứa với anh tôi đây vẫn nhớ. Tôi đến đây là vì một điều quan trọng hơn, không liên quan gì đến việc tôi hứa với anh đâu. Các ông nói gì như gây gỗ với nhau, tôi nghe nãy giờ mà chẳng hiểu đầu đuôi. Tôi đến đây để có chuyện yêu cầu, xin anh vui lòng cho tôi gặp Dân Khanh. Anh gặp cháu có việc gì không? Rất tiếc là cháu nó đi vắng rồi. Đi vắng mà đi đâu, làm gì, ở đâu mà anh chị có biết không? Chuyện đó tôi nghĩ là ông bạn không cần bận tâm. Lẽ ra tôi không cần bận tâm, nếu như Dân Khanh gặp cha mẹ thật tâm lo lắng cho con gái của mình. Ông nên giữ lời nói,
kẻo mất mát nghĩa tình. Chuyện gia đình tôi chẳng cần đến ông xen vào mất công. Con gái ông đang bệnh nặng khó mà sống được. Anh chị biết hiện nay Vân Khanh nó đang ở đâu không? Tôi nào hay biết chuyện của con mình. Xin anh chị giúp nó đang ở nơi nào. Nó bảo với chúng tôi là đi công tác xa chứ chẳng nói gì thêm. Tại sao ông biết được là con tôi bệnh nặng? Hiện giờ nó ở đâu và sức khỏe ra sao? Tôi đến đây hôm nay cũng vì cái chuyện đó. Tôi gian anh, làm ơn cho tôi biết Vân Khanh nó ra sao rồi. Anh chị hai à, xin chào anh. Kìa, cô có gặp Vân Khanh đâu không? Chị hai, em đến đây cũng vì chuyện đó. Chút nữa em sẽ cho anh chị biết. Bây giờ có Mỹ Phụng ở đây, có lẽ cô ấy biết hết sự việc đã xảy ra. Để người ở trong nhà nói chuyện với nhau thì tiện hơn. Tôi xin phép. Ông Hoàng, ông khoan đi đã. Hai người biết gì về con gái tôi, hãy cho tôi biết. Anh hai, con Vân Khanh nó ra sao rồi? Cô nói cho tôi nghe coi, nó bệnh hoạn ra sao? Anh hai, vừa rồi tôi được con Huệ Nhàn cho tôi biết là Vân Khanh nó bị một khối u ở trong não. Quả sau nhiều lần chẩn đoán của căn bệnh đau một bên đầu, nhưng nó dặn nhàn là giấu hết những người thân. Nó không muốn cho mẹ cha phải lo lắng căn bệnh của mình. Trời ơi, con của tôi sao mà bạc phận, tuổi còn xuân phơi phới trước cuộc đời. Ai khiến xuôi mang căn bệnh hiểm nghèo, con có mệnh hệ nào tôi sống làm sao đây? Bác sĩ có bảo cách nào chứa được, mong manh tôi cũng hết sức của mình. Chỉ có một cách để cho cuộc sống được kéo dài là phải giải phẫu, nhưng vô cùng tốn hao. Nhưng mà tỷ lệ thành công của cuộc giải phẫu từ trước tới nay là chỉ có 1/10. Bằng giá nào cũng phải cứu sống con tôi, dầu cho tỷ lệ kia có 1/1000. Phải cứu sống con tôi, vì nó là tất cả đối với tôi. Vân Khanh ơi, con không thể nào chết được. Con là hơi thở, là niềm vui của mẹ suốt 20 mấy năm nay. Mẹ chỉ cần thấy con buồn hoặc một vết xước trên tay là lòng mẹ nghe đau như ai bầm ai xé. Nay tuổi xuân còn đang phơi phới, Thượng Đế ơi, sao ông lại nhẫn tâm vùi dập một kiếp quá buồn. Dẫu biết rằng trong cuộc sống thường xảy ra lắm chuyện bất thường, nhưng mẹ làm sao không đau đớn khi con khờ đón nhận một bất hạnh quá lớn lao. Thà rằng để cho mẹ nhận tai họa này, thay cho trẻ thơ khi tuổi đang xuân, chứ mẹ còn sống với làm chi. Tuổi già hoành dần nỗi đau. Chị hai ơi, xin hãy bình tâm để ta tìm cách nào giữ mạng cho trẻ thơ, chớ thương cảm làm chi. Tôi sẵn sàng đổi mạng, tôi không thể nào nhìn con trẻ đang bước dần vào thế giới bên kia. Vân Khanh ơi, mẹ đã tốn hao công sức dưỡng nuôi từ khi con là một hài nhi còn đỏ hồng
nên trắng da dày tóc. Trời ơi, sao nỡ nào quỷ hoài cá kỳ công của một mẹ hiền. Chị hai, chị nên bình tĩnh lại đi. Tôi được Huệ Nhàn cho biết là thằng Trác đã đưa Vân Khanh nhập viện hơn một tuần nay rồi. Thì ra nó bảo chúng tôi là đi công tác của nhà trường. Cô Út ơi, cô làm ơn đưa giùm tôi tới đó, tôi muốn gặp nó. Em chưa biết đích xác, định đến cho anh chị hay để đi tìm nó. Vì thằng Trác hơn một tuần nay cũng vào ở hẳn trong trường để luyện tập đàn. Nếu không gặp Huệ Nhàn chắc là tôi cũng không hay nữa. Vậy tôi với cô đi. Đi cô. Vân Khanh ơi là con ơi là con. Anh Nam, bây giờ chỉ còn tôi với anh. Tôi có một đề nghị, không biết anh có vui lòng nghe hay không. Đâu ông nói thử xem. Đây, tôi xin chủ toàn chi phí cuộc phẫu thuật. Bù lại anh phải hứa với tôi một điều, nếu như Vân Khanh thoát được tai nạn này, anh phải để cha con tôi được gặp nhau. Thì ra ông bạn kèm theo một điều kiện mà tôi tưởng đâu ông là người cao thượng. Ông bảo là mình không quên lời hứa, sao lại đòi thổ lộ bí mật kia. Lời hứa ngày xưa tôi vẫn giữ gìn, nếu như anh không bằng lòng điều kiện của tôi, tôi dù cho phải bán hết sáng nghiệp này, miễn là được kéo dài sự sống cho Vân Khanh. Nếu như anh muốn vậy thì tôi cũng không ép. Tôi hiện giờ tuy nghèo đói, nhưng tôi sẽ bán vật cuối cùng để cứu mạng sống cho con gái tôi. Ông nghe rõ chưa? Con gái tôi. Con gái tôi. Giờ này tất cả đã lặng yên để nhường cho màn đêm sâu thẳm nơi ta sắp bước vào để vĩnh viễn ra đi. Nơi đó sẽ có ai đón chờ ta, bỏ lại sau lưng hai mươi mấy năm sống với đủ đầy kỷ niệm. Ôi mẹ cha, bạn bè và một chưa ngủ sao Vân Khanh? Cậu về đó à? Đêm nay tôi cảm thấy mình rất khó ngủ. Có lẽ sắp bước đến lằn ranh của sự sống còn. Đừng nản chí, bên chị còn có bao nhiêu người thân. Chị không có quyền bỏ cuộc, sẽ làm thất vọng bao nhiêu người đang trong đời. Cậu Trác, gần tháng nay cậu vất vả vì tôi. Nếu chẳng may cuộc giải phẫu ngày mai thất bại, tôi sẽ vĩnh viễn ra đi. Lúc đó tôi sẽ mang theo một tâm sự nặng nề mà gần đây nó xảy ra trong tâm hồn tôi. Nó chợt lóe lên và bừng sáng khi tôi sắp sửa bước vào cõi vĩnh hằng. Tâm sự của chị hình như nó cũng xảy ra trong tôi, nên dù không nói ra, chúng ta cũng có sự đồng cảm. Tôi nghĩ là mình nên giữ đó để làm một hình ảnh đẹp, một sự rung động chân thành của hai tâm hồn lạc lõng cùng.
cánh chim chiều lạc giữa mùa đông, bóng tìm được chỗ trú thân, nghe niềm hạnh phúc đào dâng. Những trái ngang càng lối ngăn đường hạnh phúc kia, tôi là kẻ lạc loài không thể vượt qua số phận, đành phải nuốt túi buồn đắm cay. Giấc mộng nhân sinh không thể đạt thành, đành chôn sâu vào lòng kỷ niệm. Tiếc thương cho một chân tình chưa thành hình đã vỡ tan. Mong rằng đau thương kia thành sức nghi mạnh, ngọn gió lạnh làm mát dịu mùa xuân. Làm sao giải nghĩa chữ tình, do đâu mà nó tượng hình trong ta. Cậu Trác ơi, bình minh của đời tôi đã bị một dần mây đen che phủ, thiêu rụi tất cả những ước mơ sau một trận bão kinh hoàng. Trách con tàu sao quá bất công lạnh và vô tình, nỡ giết chết nụ tầm xuân vừa ước mộng. Một cuộc đời ngắn ngủi sang trang, không biết làm sao diễn tả hết nỗi bâng khuâng nuối tiếc của một con người đã đi lần về cõi thiên thu mà bao ước mơ vừa được tương thành đã bị bàn tay vô hình của đấng quá công dài dò cho tan nát. Dân Khanh, Dân Khanh ơi, một lần yêu là mang xuống dòng thời gian vẫn mang theo mình. Nhưng giờ đây lòng nghe đau xót khi sắp phải ra đi, mình tôi cất bước cô đơn mà không tâm sự được cùng ai. Dân Khanh ơi, nếu mùa xuân trời đã rừng xanh biển rộng, thì từ hạ sang thu trời phải trả mưa dầm. Đó là một định luật trong vũ trụ âm thầm. Đó ta làm người thì làm sáu cánh khỏi những u uẩn đau buồn mà ta phải cố vượt qua. Tôi và Dân Khanh nỗi cảm thông của sự bất hạnh không của người chia sẻ, vậy ta cứ bài giải cho hết những gì còn trong ý nghĩ để mai này cam chịu đau buồn vì mỗi kẻ mỗi nơi. Cậu Trác, khi con tầm nó nhả sợi tơ lòng là để cuối cùng được lột xác, cũng như tôi sắp bài giải lòng mình là tôi đã lột bỏ cái thứ bật trong gia đình để được thanh thản mà rút ra đây tất cả những ưu tư mà tôi ấp ủ. Một lần này, trước khi tôi đi vào cõi thiên thu, mang theo mối hận tình cay đắng, chính nó đã dài bừa trái tim trong trắng.
sẽ là hành trang để em mang theo về bên kia thế giới. Thì niềm cô đơn nuối tiếc sẽ hành hạ tâm hồn anh cho đến giây phút sau cùng. Để những đêm cô đơn anh không làm sao quên ánh mắt lạnh lùng mà em đã mang nó về thế giới khác, anh cô tận sức mình để giữ lại anh sao rơi. Chỉ tiếc rằng sức con người có hạn mà thôi, đành khuất phục trước một cạn ngăn qua lớn. Em như vì sao cô đơn lạc lòng mà anh cố sức để giữ lại anh sao rơi còn mãi trong tay mình. Cậu Trác, cậu đừng hoài công vô ích, hãy dành tuổi xuân lại cho Huệ Nhàn. Đừng thương hại một đời quá bạc phận, như một ánh sao băng vào biển thẳm mênh mông. Dân Khanh, anh không thương hại em, mà một tình yêu thật sự xuất phát từ con tim, trước cuộc đời của người con gái bất hạnh. Trác ơi, đừng nói nữa, đừng nói nữa cho lòng tôi thêm tan nát. Trách ông trời sao đem ngang trái vào giữa đôi ta. Dân Khanh, giữa tôi và em không có quan hệ ruột rà. Em thật ra không phải là con của cậu. Trác, anh nói gì vậy? Đừng vì muốn cứu em mà anh phạm một tội đất trời không dung thứ. Không, chúng ta yêu nhau không có tội lỗi gì cả, vì em không phải là con của cậu anh. Trác, anh biết gì về cuộc đời của em? Sao mọi người không một ai cho em biết? Vì mẹ của em, mợ là người banh da xẻ thịt sanh ra em. Vậy còn cha em, ông ấy là ai? Hiện giờ ở đâu chứ? Anh nói ra điều bí mật này thật có lỗi với cậu anh, nhưng anh không thể đồng lõa che giấu một sự thật để cho em mang theo về cõi chết với thân phận của mình. Em gian anh Trác, anh hãy nói cho em biết do đâu mà anh biết được bí mật về cuộc đời của em. Anh hãy coi đây như là lời cầu xin cuối cùng của người sắp chết. Nói đi anh, em gian anh mà, anh nói đi. Thôi được, anh sẽ nói đây. Hôm đó, một dịp tình cờ, anh nghe câu chuyện giữa cậu và mẹ anh. Tôi nhất định không cho cô tái giá với ông Phàn, vì hắn ta... Hắn ta? Sao? Có phải anh muốn nói vì hắn ta là tình địch của anh ngày xưa mà anh có ác cảm với anh ấy chứ gì? Khổ quá, anh không biết nói sao cho cô hiểu. Anh không cần phải nói, tôi cũng đoán được nỗi lòng của anh. Anh phản đối anh Phàn là vì anh ghen anh ấy với chị Vân Anh, có đúng như vậy không? Cô Út, anh không chối là mình có ghen với anh ấy, nhưng là ngày xưa kìa, ngày mà Vân Anh còn là ca sĩ phòng trà với nhiều người đeo đuổi, trong số người được Vân Anh quan tâm chỉ có anh và ông Phàn. Nhưng từ khi anh cưới được Vân Anh thì anh với Phàn là bạn, anh còn ghen tương gì nữa? Vậy thì tại sao từ ngày anh ấy ở nước ngoài về, anh lại đâm ra gắt gỏng với chị Vân Anh chứ? Tâm tánh nóng giận bất thường mỗi khi có mặt của anh Phàn. Đó là vì anh có nỗi khổ tâm mà anh cất giữ trong lòng hai mươi mấy năm qua, nó như là một vết thương đang rỉ máu. Ngày nay cuộc đời của một con người sắp hết, anh cũng không muốn giữ bí mật kia theo mình vào cõi chết. Cô là em của tôi muốn cho cô biết một bí mật mà tôi đã cố tình che giấu Vân Anh. Suốt những năm dài chồng gỡ bên nhau, tôi là người vô sinh,
Nếu không có con sợ không giữ được dân anh, nên tôi phải cắn răng. Tôi đã bán đứng vợ mình. Anh hai, Dân Khánh ra đời như sợi dây ràng buộc. Cuộc đời của chúng tôi thêm bền chắc, vì vậy nên tôi sợ vỡ tan khi sự thật vô. Thì ra Dân Khánh không phải là giọt máu của anh, nhưng người đó là ai đã giúp anh bảo vệ đó? Là một người bạn đã nghe tôi giải bài tâm sự, và cũng là người trước kia cùng cô có lời hẹn ước, nhưng đành nuốt lệ ra đi khi người yêu cất bước theo chồng. Anh Phàng, đó là sự thật. 20 mấy năm qua tôi cất giấu ở trong lòng. Vào buổi tiệc chia tay khi anh ấy rời xa đất nước, tôi đã cố chuốc rượu cho vợ mình đến nỗi không còn nhận được người thân. Sau việc đó tôi nghĩ đến anh ấy sẽ ra đi, bí mật kia cũng chìm vào quên lãng. Nào ngờ hôm nay anh ta trở lại, chỉ dáng kia bóng bừng lên như vừa mới hôm. Anh hai, anh nói vậy thì Dân Khanh chính là giọt máu của anh Phàng à? Phải, tôi những tưởng bí mật kia sẽ được chìm sâu trong quên lãng. Nào ngờ ngày nay anh ấy trở lại, làm cho chuyện ngày xưa sống lại. Vô. Nào đi anh bạn, tôi chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc nơi quê người xứ lạ. Nào, nâng ly. Vô. Nhưng anh, chị sai quá rồi em. Ôi, chưa có sai mà. Tôi vẫn còn biết anh là anh Phàng, kẻ đã đéo đuổi tôi. Tôi đã có chồng, mà chồng tôi là bạn thân của anh, có phải vậy không? À, rồi đâu rồi chồng tôi? Đâu rồi? Đây anh, đây. Em còn uống được nữa không? Dư sức mà anh, em còn tỉnh mà. Anh có công nhận là em nói đúng hay không? À, đúng, rất đúng. Vậy là em đâu có sai phải không? Phải, em còn tỉnh. Uống thêm đi em. Phải uống thêm, vì chỉ còn lần này anh ấy phải ra đi, biết bao giờ gặp lại ha. Nào, rớt đi, rớt cho em nữa nha. Uống đi. Anh Phàn đâu rồi? Em phải uống đủ 3 ly nữa. Rồi, uống à. Ly thứ hai. Anh Phàng, ly thứ ba. Uống nữa. Anh Phàng rồi. Đây đây. Uống nữa nha. Hôm nay chúng ta cạn chén rồi, mỗi kẻ mỗi nơi. Chúc anh nơi quê người tìm hạnh phúc tuyệt chân công. Chia tay nhau lưu luyến, biết có còn gặp không? Tôi sẽ mang trong lòng tình của hai vợ chồng. Nếu trời ổng còn thương, cho hỏi ngộ ngày sau. Ôi, ngộ ngày sau đấy là gì? Ôi,
Tôi đã có chồng rồi và đang yên phận vợ. Nhưng mà tôi... mai đây tôi sẽ còn là mẹ hiền nữa. Đúng không? Ai chúc anh sớm tìm ra hạnh phúc mới. Uống nữa nha. Uống nữa nha. Uống. Vân Anh à, em còn uống được nữa không? Vân Anh. Vậy để anh đưa em vô phòng nghe. Phàng ơi. Phàng. Phàng. Vân Anh ơi, xin em hãy tha thứ cho tôi là một thằng đàn ông hẹp hòi, một thằng đàn ông ích kỷ, không trọn vẹn với em. Chỉ vì quá yêu em anh nuốt lệ lòng, để mong rằng chỉ cần được nỗi đơn đau mà chính tay anh cầm dao sẽ thật ta mình. Bao tháng ngày chung sống làm sao anh bắt em trên cõi đời này, anh bóp nát tim mình đêm tận đó. Lỗi của anh tạo ra thì ngày nay em muốn chính anh phải giải tỏa bí mật này, dù cho sự thật có đau lòng cũng không thể nào giấu mãi Vân Anh. Nhưng rồi Vân Anh mà ngày ấy sẽ nghĩ thế nào khi biết chính anh là kẻ cố tình? Anh chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc của mình. Cô Út ơi, anh sợ. Anh lo sợ. Anh lo sợ là anh Phạm sẽ cướp mất Vân Khanh của anh nè. Anh chỉ sợ, anh sợ sự thật kia sẽ làm cho Vân Khanh ngã quỵ vì nghịch cảnh gai ngang. Trẻ thơ vô tội sao lại phải đeo mang những gai quan của người trước tạo thành. Khổ đau sẽ làm cho nó gục ngã giữa còn hơn là anh giấu che sự thật, rồi sẽ có ngày câu chuyện cũng dở dang, chỉ làm cho chúng nó càng thêm oán giận những việc làm mờ ám ngày xưa. Vì lẽ đó mà anh không muốn cô tái hôn cùng hắn. Anh không muốn cả anh em mình đều là nạn nhân. Theo em, anh ấy là cứu tinh của anh. Vì nhờ có anh ấy mà anh mới giữ được chị Vân Anh ngày nay có được một gia đình hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc đó, anh đang bị đe dọa vì sự có mặt của hắn ta. Anh hai, em cũng không định là bước thêm bước nữa đâu. Nhưng em nghĩ, hai mươi mấy năm qua, Vân Khanh vẫn xem anh là một người cha duy nhất. Nhưng khi nó biết được việc này, liệu nó có còn xem anh là cha nữa không? Hay nó sẽ là người đầu tiên oán hận? Trời ơi, một sự thật làm cho tôi nghe đau đớn tận đáy tâm can. Tôi là giọt máu rơi không có cội nguồn. Bất hạnh này do ai đã gây ra? Vân Khanh, Vân Khanh ơi, anh chia sẻ cùng em những mất mát bất công của cuộc đời này. Anh sẽ là kẻ đồng hành suốt cuộc đời em. Giờ đây cuộc sống của hy vọng là tôi không làm vỡ tan giấc mộng của hai người chứ. Quế Nhan kìa, Quế Nhan, xin đừng cay đắng với người sắp chết. Nếu như kẻ ra đi mà còn có được một tình yêu ôm ấp, vẫn còn sung sướng hơn người sống giữa dương trần mà tuyệt vọng cô đơn. Quế Nhan ơi, xin hãy hiểu cho tôi, trước một sự đổi thay mà tôi không có cách nào cưỡng lại được. Không, anh không có lỗi gì cả. Khi trộm nghe về câu chuyện của Vân Khanh, lòng em cảm thấy vui như trút gánh nặng ngàn cân trước một người mà sự sống chỉ còn tính được từng ngày tươi. Em thương cảm cho Vân Khanh, trước đây cha em hứa sẽ tác thành duyên nợ, khi anh trả thành đạt trở về, nhưng nay thì mọi việc dở tan rồi. Anh nâng hận là không làm được cho thầy vui, còn gây khổ lụy cho em. Nhưng anh đã làm một việc đáng mừng, lòng em cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Với người bạn nhiều bạc phận, xin chúc cho hai người trọn vui. Quế Nhàn ơi, hy vọng rằng những lời lẽ kia xuất phát từ đáy tim chân thành. Xin đừng mỉa mai người bạn xấu số. Đừng, Vân Khanh ơi, xin bạn đừng nghĩ cho tôi một con người đầy lòng dí kế. Tôi công nhận mình không phải là kẻ đại lượng, nhưng cũng không đến nỗi vô tâm trước một số phận không may để giành giật chúc ân tình. Bất cứ ai cũng dành lấy cho mình những điều đẹp tươi trong cuộc sống, chớ để đợi chờ người khác ban cho. Nhưng trong tình yêu không có sự ban mua, giật giành hay trao đổi. Hạnh phúc thật sự là khi được nhìn thấy người mình yêu toại nguyện trước một hoài bão thanh cao mà mình cũng muốn được gớm chút công trình.
dĩ kỷ trong tình yêu. Ơn tình kia mình xin mang theo về cõi khác, làm ấm lòng cho kẻ sắp ra đi. Không, bạn không thể nào chết được. Bằng mọi cách chúng tôi sẽ dành sự sống về cho bạn. Cảm ơn lòng tốt của bạn, nhưng mình không muốn vai của bạn nhiều quá. Nè, nếu còn nói vậy là Dân Khanh đã không xem mình là bạn nữa rồi. Anh Trác, đây là toàn bộ số tiền mà em đã dành dụm để làm đám cưới cho chúng ta. Nhưng nay em muốn dùng nó vào một việc xứng đáng hơn. Không, Huệ Nhàn, anh không thể. Huệ Nhàn, đừng hoài công vô ích. Tỷ lệ thành công chỉ có 1/10 thôi. 1%, ta cũng cố giành lấy hy vọng mong manh đó. Dân Khanh, bạn phải tin tưởng chúng tôi. Bạn không có quyền bỏ cuộc. Chúng tôi chỉ có thể giúp bạn như thế này thôi. Còn khi lên bàn mổ thì chỉ biết trông cậy vào ý chí sinh tồn của bạn. Thôi, chúc bạn may mắn nha. Kìa, Dân Khanh, con mẹ, tại sao con lại giấu mẹ? Tại sao về con gái? Mẹ, con không muốn mẹ thêm buồn khổ trước căn bệnh tuyệt vọng của con. Giá, ba mẹ sẽ cứu sống con. Con xin ba mẹ đừng cố gắng vô ích khi sự sống của con không nằm trong vòng tay của ba mẹ. Dân Khanh con, bằng mọi giá ba sẽ đổi mạng sống này để cứu cho con gái của ba. Ba, con cảm ơn ba. Dù rằng ba không có công tạo cho con nên hình nên dấu, nhưng 20 mấy năm qua chính tình thương của ba đã ôn đúc cho con nên dốc nên hình. Dân Khanh, con nói gì vậy? Đó là một sự thật mà mẹ Dân Khanh ơi, tình thương này sẽ còn mãi trong ba. Dù 20 mấy năm qua ba chỉ là người nuôi dưỡng, nhưng công ơn kia xanh như trời biển. Tiếc rằng khi con hiểu ra thì đã quá muộn màng. Hai cha con các người nói gì với nhau mà tôi nghe chốn vang? Ai là cha công dưỡng mà chẳng sanh? Thế ra trong câu chuyện này tôi là một nạn nhân 20 mấy năm qua mà không hay biết sao. Mẹ, mẹ ơi, dù câu chuyện thế nào thì mẹ vẫn là mẹ của con, và tình thương của ba đã nuôi dưỡng con nên hình nên dấu. Con từ giã cuộc sống về bên kia xứ chết, mang trong lòng hai tình cảm thiêng liêng. Con tôi xin mẹ hãy bình tâm mà thông cảm cho một người chồng hết lòng yêu thương. Giờ có ai đó được nỗi đau khi nhìn vợ mình trong tay của người khác để mong tạo sự sống cho con thờ. Một lần này sinh mạng của con đã vượt qua tầm tay, con không muốn ba hy sinh gì thêm cho con nữa. Không, Dân Khanh ơi, con là tất cả, ba không liên tiếc thứ gì, miễn đem lại sự sống về cho con. Trời ơi, hai cha con các người làm ơn nói cho rõ, kẻo tôi phải điên lên vì câu chuyện của cha con các người.
Chị hai, em xin chị hãy bình tĩnh. Dầu câu chuyện có ra sao thì chị vẫn là một người vợ hiền đáng kính. Nếu chị muốn biết rõ thêm thì chị nên xem bức thơ này. Thơ? Phải. Của ai vậy? Của anh Phàn. Anh đã gửi lại và nhờ tôi trao cho anh chị trước khi về Mỹ. Bà Vân Anh yêu mến, xin anh Nam vui lòng cho tôi được gọi như vậy một lần sau cuối, trước lúc chia tay vĩnh viễn. Xin bà hãy tha thứ cho tôi. Tôi chấp nhận lời anh Nam cũng chỉ vì tôi yêu bà mà không thành duyên nợ. 20 năm trôi qua, tuy ở xứ người, tôi luôn luôn nhớ bà, nhất là giọt máu của tôi. Vì lẽ đó cho nên tôi muốn quay về sống lại những ngày ở trên quê hương với một tình thương con trẻ. Nhưng tôi vô cùng ân hận khi sự có mặt của tôi đã làm cho anh Nam tự dằn vặt mình, gia đình không còn êm ấm. Cho nên sự quyết định ra đi vĩnh viễn của tôi là hợp với mong muốn của mọi người. Anh Nam nè, xin anh tha thứ lỗi để cho tôi được cùng anh làm một chút bổn phận người cha. Là tôi xin được phép chu toàn tất cả chi phí cho cuộc giải phẫu của Vân Khanh. Hy vọng chút tình thương của người cha xa xứ sẽ đem về sự sống cho Vân Khanh, con của chúng ta. Vĩnh biệt. Ba, kẻ đã cho tôi nên hình nên dốc, Vân Khanh. Bánh da xẻ thịt sanh ra nó lại là một giọt máu lạc loài vô con người rắm tấm sắp đặt. Nó là kết quả của một tình yêu sâu. Trời ơi, hai mươi mấy năm nay tôi là một người vợ không chung thủy, vậy mà vô tình không hay biết cứ ngẩng cao đầu hạnh diện. Tôi hạnh diện cho tôi là một người vợ thủy chung son sắt đang tôn thờ. Để ngày hôm nay lỡ vỡ ra một sự thật bất ngờ, không biết giờ đây tôi nên cười hay nên khóc trước hoàn cảnh bẽ bàng cho một sự thật đáng kể. Anh Nam ơi, không biết là tôi nên tha thứ cho anh hay sẽ thù hận khi cuộc đời tôi bị bàn tay anh dây bẩn. Giờ đây tôi có cảm giác là mọi người nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh. Một đời người có một chữ trinh mà cũng không giữ nổi cho mình vẹn toàn tứ đức. Mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ đừng tự trách. Không ai nhìn mẹ với ánh mắt bất kính đâu. Cha con phải nuốt lệ vào lòng chỉ vì quá yêu thương mẹ. Yêu thương ta mà lại hành động như vậy sao? Yêu thương vợ mà lại đẩy vợ mình vào tay kẻ khác. Không, ông ta chỉ yêu bản thân ông ta mà thôi. Vân Anh ơi, xin bà cứ nguyền rủa tôi đi cho lòng tôi bớt niềm sầu khổ. Vì tôi là một người chồng có lỗi lớn lao về tiếc hạnh của vợ mình. 20 mấy năm qua trong đời sống gia đình, tôi luôn sống trong sự phập phồng lo sợ như một tử tù chờ phán quyết cuối cùng để lãnh án ra đi. Nỗi
ám ảnh kia đeo đuổi tôi trong từng giấc ngủ. Với lời nguyền rủa của vợ mình văng vẳng bên tai, hai mấy năm qua lòng tôi như tảng đá. Giờ đây như vừa trút bỏ được ngàn cân mà bấy lâu nay đè nặng trong lòng. Nhưng nỗi ám ảnh nặng nề đó từ nay đã trao lại cho tôi. Làm sao tôi có thể nhìn thấy mặt ai mà lòng muốn thế? Chị hai, chị không có lỗi gì để không dám nhìn ai, mà chỉ là một người đàn bà hạnh phúc trọn đạo với chồng xứng